Kính chào quý vị. Trân trọng kính mời quý vị nghe một bút ký viết về Trung tá Lê Hằng Minh, tiểu đoàn 2 Châu Điên Thủy cô Lục Chiến. Tác giả ông Trần Văn Loan, Mũi xanh Châu Điên 117. Đất nước Việt đang thời binh biến, tổ quốc lâm nguy vang dậy núi sông những lời hiệu triệu anh hào. Khi tôi chưa chào đời, thì vào giữa năm 1954, tôi theo đoàn người trai quyết xếp bút nghiên để lên đường theo tiếng gọi non sông, làm tròn trách nhiệm người công dân trong thời quê hương khói lửa. Người thanh niên tên Lê Hằng Minh đã từ giã người mẹ hiền rời bỏ cuộc sống gia đình ấm êm nơi hàng keo gia đình. Từ giảm mái trường Huỳnh Khương Ninh và Trương Vĩnh Ký, sau khi tốt nghiệp tú tài để cùng người Anh Lê Minh Đạo, Thiếu tướng Lê Minh Đạo gia nhập khóa 10 trường võ bị liên quân Đà Lạt là một trong số những tướng lãnh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Lê Hằng Minh lên đường nhập ngũ. Ông theo học khóa 5 liên trường võ khoa thủ đức khóa vì dân và sau khi ra trường vào đầu năm 1955 với cấp bậc thiếu úy trừ bị người chiến sĩ lê hằng minh đã cùng bao chiến hữu khác ngược xuôi khắp nẻo đường đất nước xông pha vào những trận tuyến ngăn giữ bước quân thù xâm lăng Hầu mong mang lại yên vui cho mảnh đất miền Nam tự do thân yêu đầu năm 1957 vì muốn vẫy vùng ngang dọc hơn cho thỏa chí tăng bồng ông rời khỏi sư đoàn bốn bộ binh giã chiến để tình nguyện gia nhập thủy quân lục chiến lực lượng tổng trừ bị nồng cốt của quân đội Việt Nam cộng hòa và lần lượt đảm trách các chức vụ trưởng ban năm thủy quân lục chiến trung đội trưởng tiểu đoàn 1, đại đội trưởng tiểu đoàn yểm trợ tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 4, chiến đoàn phó, chiến đoàn A và tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 2 thủy quân lực chiến. Tham dự nhiều chiến dịch quan trọng cùng những trận đánh hào hùng trên khắp các mặt trận, chiến trường đất nước từ đồng xoài, u minh bởi lời đầm dơi bến cát đức cơ, pleme Bình Định, Bồng Sơn, Tam Quan. Quảng Ngãi, Thừa Thiên, Huế, Phù Lưu, Quảng Trị, v.v. Với những thành tích chiến đấu dũng cảm, Lê Hằng Minh được thăng cấp trung úy sau 2 năm ra trường và được gửi đi du học khóa sĩ quan thủy của lực chiến ở Quantico, Hoa Kỳ năm 1959 đến năm 1960. Đầu năm 1959, Lê Hằng Minh đưa đại đội trinh sát thì quân lực chiến. Tân Lập về Sài Gòn tham dự khóa học nhảy dù ở trung tâm huấn luyện Hoàng Hoa Thám tại Bà Quẹo. Trong thời gian huấn luyện này, ông đã chứng tỏ sự gan dạ và là một cấp chỉ huy gương mẫu, xứng đáng làm gương và hướng dẫn quân nhân thuộc quyền noi theo, không nề hiểm nguy. Yêu thích đường bay trên những đất thăng mây thanh thang của người lính nhảy dù. Lê Hằng Minh luôn hãnh diện khi chỉ cho mọi người xem huy hiệu cánh dù luôn gắn trên túi áo ngực mà ông đã đạt được sau khóa huấn luyện. Trong biến cố 11 tháng 11 năm 1960, ông cùng đại đội chiến đấu Thủy quân lục chiến về giải vây cuộc đảo tránh Tổng thống Ngô Đình Diệm. Sau đó, năm 1960, ông giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn yểm trợ tiếp vận thủy quân lục chiến. Và rồi, nổi trôi theo vận hạn quốc gia cùng tình hình đất nước rối ren, thêm một lần nữa, vị tiểu đoàn trưởng Lê Hằng Minh của tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến lại là một trong những đơn vị tham gia cuộc đảo tránh tổng thống vào ngày 1 1163 Những biến cố đất nước cùng những thăng trầm của cuộc đời binh nghiệp vẫn không làm mất đi tinh thần quả cảm của một người chiến sĩ với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng tinh thần trách nhiệm đối với đồng bào tổ quốc ông vẫn cùng với bao lớp người thanh niên chiến hữu luôn giữ vững sự can cường chiến đấu như ánh thép gươm đao vẫn lóe sáng mỗi khi lâm trận ngoài địa đầu giới tuyến. Sau khi tu nghiệp khóa AWS ở Hoa Kỳ về đầu tháng 11 năm 1965, Thứ tá Lê Hằng Minh được bổ nhiệm làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến và tên tuổi ông đã gắn liền với danh hiệu Châu Điên, một tiểu đoàn lừng danh của binh chủng thủy quân lục chiến nói riêng và của quân đội Việt Nam Cộng Hòa nói chung từ trận đánh An Quý vào tháng 2 1966 ở Bồng Sơn Tam Quan. Từ tư thế bất ngờ bị phục kích khi tiến chiếm mục tiêu ấp chiến lược này, dù bị bao vây tứ phía bởi sự bố trí sẵn bên ngoài lẫn sự phòng thủ rất mạnh của Việt Cộng bên trong, bị bắn phá, nã đạn như mưa, các toán quân. Nhưng điều đó không làm chùn bước được. Những người lính luôn luôn trong tư thế chuẩn bị. Sẵn sàng sung phong nên ngay giữa cánh đồng trống, không nơi ẩn nấp. Vị tiểu đoàn trưởng đã cùng với tất cả các chiến sĩ lúc ấy vẫn hiên ngang tràn vào và tiến lên dũng mãnh đến nỗi Việt Cộng phải khiếp sợ với khí thế hăng như châu điên của tiểu đoàn 2 quyết băng mình phá tan lăn lửa đạn. Dù phải đối chọi với tử sinh, chạm gần trong gang tấc Kết quả, tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến toàn thắng, chiếm hẳn được mục tiêu tuy phải chịu sự tổn thất, vừa chết vừa bị thương mất gần một trung đội. Trong số đó có Trung úy Nguyễn Ngọc Điệp, khóa 17 võ bị Đà Lạt. Với chiến tích phản phục kích vẻ vang này, tiểu đoàn do thiếu tá Lê Hằng Minh chỉ huy và yêu cầu sự đề đạt danh hiệu đã được Bộ Tư lệnh Thủy quân lục chiến chấp thuận cho mang danh xưng Trâu Điên, Crazy Buffalo, biểu tượng của sự cảm tử, hy sinh và dũng mãnh. Ngoài ra còn được tuyên dương công trạng trước quân đội lần thứ tư và được mang dây biểu trưng màu xanh quân công bội tinh bắt đầu từ đó. Các tiểu đoàn khác cũng được đặt tên để có những danh hiệu riêng như Quái Điểu, Sói Biển, Kinh Ngư, Hắc Long, Thần Ưng, Hồng Xám, Ó Biển, Mãnh Hổ. Người lính Lê Hằng Minh như chúng ta đã thấy là một chiến sĩ rất gan lì và quả cảm khi xông pha ngoài mặt trận. Bởi ông luôn đặt trọng trách hy sinh vì tổ quốc lên hàng đầu nhưng bên trong con người của ông lại là một nghệ sĩ giàu tình cảm và nhân hậu. Ông sinh trưởng trong một gia đình lễ giáo, gồm 10 anh chị em. Người mẹ đã tần tạo một mình lo bảo bọc các con khi người cha đã qua đời năm ông 17 tuổi. Sống và lớn lên từ ngôi nhà cổ kính giữa vườn cây bóng mát, xung xuê nơi hàng keo, nằm trên đường chi lăng nối dài gần chợ bà triệu cạnh đền lăng ông nổi tiếng hiền linh khói trầm nghi ngút quanh năm bên mộ tả quân lê văn duyệt vẫn tỏa sáng uy linh của bậc trung thần đại nghĩa phải chăng đã ảnh hưởng phần nào đến tâm tình con người lê hằng minh từ thời nhỏ thích sống đời trai oai phong dũng mãnh nhưng cũng là người yêu văn nghệ đàn nhạc thơ văn đôi khi cũng rất ủy mị ướt át tình cảm của ông cũng rất dạt dào đối với anh chị em trong gia đình cùng sự kính trọng hiếu thảo đối với bậc sinh thành và nhất là tình yêu quê hương đất nước được thể hiện rất rõ nét trong những vần thơ mộc mạc được viết ra từ đáy tâm hồn thiết tha sau đây quê tôi thuận thành đất của ba rạch kiến quê hương má quê nội quận cần đước bên ngoại làng long hòa sinh tại miền gia định việt nam bạn nẻo đường vì sống cuộc đời lính tôi có lắm quê hương pleiku xuống sóc trăng an giang về vũng tàu nha trang ra đà nẵng bến hải xuôi cà mau gia định đất linh thiêng lăng ông ôi nhiệm màu xa gần đều biết tiếng câu tai lẫn rể dâu bê cu miền đất đỏ thần sống trốn rừng núi người thượng đeo cung nỏ vai măng nặng chiếc gùi sóc trăng thơm ruộng lúa những cô gái gốc miên nắng cháy da đen đúa đôi mắt thật mơ huyền an giang xứ mắm ruốc thánh địa đạo hòa hảo câu kinh buồn não ruột phất sơn huyền bí sao danh lam đất vũng tàu tuyệt vời ơi bãi sau bãi trước đông du khách bể rộng với trời cao xứ dân gầy cát trắng cô gái miền nha trang thắp bà đến cầu đá tóc thề những cô nàng vượt qua đèo hải vân lòng luống những bâng khuân thương não nề đà nẵng hải cảng của trung phần chia đôi bờ đất nước bến hải thuộc đế đô xứ huế ngàn năm trước thành nội lắm nhiều mồ cà mau là xứ cá địa nhiều tợ bánh canh mũi đập ôi nhiều quá cuộc đời thật mỏng manh chiều mến đất thần kinh Sài Gòn sao dễ thương gia đình tôi yêu kính đất nước là quê hương Lê Minh Hằng đã viết vào ngày 25 Tết kỷ niệm ngày dỗ ba để kính tặng các bà mẹ vạn nẻo đường con đã gặp. Trên con đường rong ruổi nghiệp binh đao, ông cũng mang nặng tình thương yêu đối với các chiến hữu, những người cùng chí hướng lên đường nối gót chinh nhân. Cuộc đời của những người chấp nhận đời lính chiến với tất cả những vui buồn gian khổ. Cánh chim trời Anh, tôi và chúng ta thuộc đoàn quân thiện chiến sinh tử siết tình ta chiến thắng cùng chia thù quyết trả những buổi dừng quân nơi thôn lạ anh đứng gác anh vá áo anh ngủ say anh nấu nướng máy thu thanh với tuồng cải lương muôn thuở tôi viết thư bên ngọn đèn dầu ngàn thương các em bé quây quần bên đàn anh xa lạ khẽ vuốt lên nòng súng anh ơi súng tên gì cô em gái rộn ràng nhà vui quá cảm giác lạ bà mẹ già thương xót đàn con muôn phương ôi tội nghiệp tay ngoáy trầu liên miên những cánh chim trời mai về đâu nào ai biết lại giết giặc lại câm vắt với xì dầu lại lên đường Lê Hằng Minh đã viết và thân tặng các chiến sĩ vô danh, không vụ lợi và để tang cho cố thiếu tá Nguyễn Văn Nho và những chiến hữu tiêu đoàn 4 thủy của lục chiến đã hy sinh trong trận chiến Bình Giả cuối tháng 12 năm 1964. Những lời ấy là tất cả những tâm tình của ông trên bước đường hành quân xuôi ngược đó đây qua những trận đánh ác liệt và sau những tiếng sống, người lính trẻ lại trở về với những nỗi niềm cô đơn tranh trở trong những phút giây nhớ nhung và trống vắng. Lạc mẹ chim nức nở, thổn thức chi ve sầu, khúc nhạc buồn muôn thở, cuộc đời là bể dâu, lá vàng rơi rụng mãi, mùa thu dài lê thê kiếp sống đầy ngang trái tình yêu đâu chẳng về và trong những ngày mùa đông rét mướt ở washington trong thời gian du học ông trải rộng niềm thương nhớ đến người mẹ hiền và cô em gái út ở quê nhà hoa tuyết triền miên phủ núi đồi nhẹ nhàng rơi mãi rụng không thôi những cô gái mỹ hay đôi má tuyết phới qua mi đậu cánh môi ngập lối vài xe không chạy nổi trẻ thơ đấu tuyết ném liên hồi lão bà run rẩy lê thê bước bóng dáng thanh gầy giống mẹ tôi tặng em ánh tuyết ghi một ngày nhớ má 15 tháng 1 năm 1965, mùa đông Washington. Ngoài ra cuộc sống của ông cũng rất chí tình gắn bó với bạn bè đồng đội. Nhớ soạn, thương thông lại mến tâm. Đắp la, than vãn gió thì thầm. Đêm đông gối súng, sương nhiều quá. dễ khóc đêm dài, tôi lặng câm. Lê Hằng Minh, Con Tông, Sông Đáp La ngày 14 tháng 12, 1965. Một đêm nhớ soạn và trước khi đi hành quân, Thiếu tá Tôn Thất Soạn, Thiếu tá Hoàng Tích Thông và Trung Ý Tâm. Và người thanh niên ấy cũng có những phút giây mơ mộng say đắm về tình yêu. Em là ly rượu đắng đốt cháy con tim này em là hoa tư tưởng khiến lòng anh vấn vương em là nàng chim én mang mùa xuân nhớ thương hoặc thương nhớ về những hình bóng xa xôi nơi đất lành ông đã đi qua phong dinh có bến ninh kiều có dòng sông đẹp với nhiều giai nhân cuộc đời luống những phù vân Trở về chốn cũ cố nhân xa rồi. Thân em như cánh hoa trôi, Thương em như cánh chim trời bơ vơ. Yêu em lỡ cả cuộc đời, Nhớ thương chỉ gợi mây trời từ đây. Thưa quý vị, bài thơ về phong danh của Lê Hằng Minh đã được nghệ sĩ Hồ Điệp diễn ngâm trong chương trình thi văn tao đàn năm 1966. Cuộc đời gian khổ của người lính chiến rầy đây mai đó luôn cận kề bên những sống chết hiểm nguy. Làm sao mà dám nghĩ đến chuyện tình yêu và mộng ước mai sau? Nhưng tình cảm đó vẫn không thể thiếu trong trái tim người lính trẻ. Vẫn có những nỗi niềm u ẩn, vấn vương, mộng mơ, và nhung nhớ. Người em gái đáp la. Dừng quân nhặt cánh hoa hồng, nhớ người em gái trên dòng đáp la. Xuân sang rồi đến đông tàn, quan san cách trở đôi đàng ngàn thương. Tôi đi chinh chiến muôn phương, môi em vẫn mỏng, vẫn hường ấy chăng. Vì tôi là lính áo rằn, ra đi nào biết mấy trăng mới về bởi vì em quý hoa hồng nên trời bắt phải chờ trông vì hồng nhiều gai lắm hợp rồi vẫn lạc không con tung mấy dặm sơn khê lều khuya rét mướt gió về chơi vơi nhớ em đếm tiếng sương rơi sương bao nhiêu giọt buồn ơi là buồn. Ngoài sự yêu thích thơ văn, ông còn là người rất tài hoa về âm nhạc. Học đàn năm 12 tuổi. Ông đánh thành thạo tất cả các loại đàn dây và điêu luyện nhất là Tây Ban Cầm với những nhạc khúc cổ điển Tây Ban Nha. Trong thời gian còn đi học, ông thường đệm đàn cho ban nhạc của trường Ký ban khuyến nhạc của đài phát thanh Pháp Á và ban nhạc Đồng Nai đàn và hát chung với người anh là Lê Minh Đảo và người em gái kế là Mộng Huyền. Một chi tiết nhỏ để nói lên con người hiền lành, hiếu thảo của ông là dù mê đánh đàn ca hát tới đầu, xong việc là ông lo sớm về nhà để phụ giúp mẹ việc nhà và săn sóc các em qua hai lần sang Mỹ tu học, ông cũng đã có dịp trao dồi thêm một kiến thức âm nhạc với các danh tài ngoại quốc và đã sáng tác một số ca khúc như Hoa Cài Trên Súng năm 1959, Bơ Vơ năm 1960, Người Anh Chinh Chiến năm 1964, Em Là Mùa Thu năm 1965. Sao buồn 1966 vân vân. Có lẽ Lê Hằng Minh cũng là người lính duy nhất dù ở hậu cứ hay bất cứ tuyến đầu trận địa nào đi đâu cũng mang theo bên mình cây đàn guitar yêu quý. Hễ có dịp dừng quân hay nghỉ ngơi là ông lại ôm đàn thay cho tay súng, đánh lên những tiếng đàn du dương trầm bổng cùng những ca khúc tuyệt vời cho bạn bè binh lính thưởng thức tạm quên những gian khổ quân hành vơi bớt nỗi nhớ nhà cô đơn ông luôn lấy sự hào hiệp tử tế vui vẻ của mình để đối đãi và cư xử với mọi người chung quanh trong chỉ huy ông nguyên tắc mực thước sống đời thường thì lại nhân ái giản dị nên ông được hầu hết các bạn bè chiến hữu dành cho tình cảm thương mến tốt đẹp. Trong bài viết những cảm nghĩ về một vị chỉ huy khả kính của mình, Thiếu tá Lâm Tài Thành đã viết đôi dòng hồi tưởng như sau. Trong những ngày cuối năm 1965, về dưỡng quân tại hậu cứ Thủ Đức, Tam Hà, hôm đó là một buổi chiều thứ bảy, tôi và Quang Chẳng biết làm gì cho qua chiều cuối tuần cạn túi trong phòng ngủ độc thân vì cả hai nguyên quán đều ở xa. Bà con họ hàng ở Sài Gòn cũng chẳng mấy thân thích gần gũi. Còn em gái hậu phương thì cũng chẳng quen biết nhiều với lại điều kiện đầu tiên bó buộc. Thôi thì nằm nhà cho anh chắc mặc bền chúng tôi mang quân dụng đã lau chùi đánh bóng để qua thời giờ giữa buổi trưa quá tĩnh lặng bỗng nghe vang lên tiếng tây ban cầm réo rắt với bản panama cánh buồm xa xứ khi thì như sóng vỗ lúc chẳng khác cơn gió heo may tôi nói nhỏ với quang ông cũng ở nhà như mình quang trả lời ông chưa có lập gia đình rồi chúng tôi lại tiếp tục công việc còn giang dở. Khoảng 30 phút sau, tiếng đàn ngưng hẳn. Và vào lúc chúng tôi không chuẩn bị để trao kính thì... Chiều thứ bảy mà không đi bắt phố à? Sĩ quan trẻ mà năm nha. Dở vậy? Chúng tôi lúng túng chào tay và cùng trả lời. Tiền lính tính liền thưa thiếu tá. Với lại, chẳng biết đi đâu. Ngắn gọn, dứt khoát như khi ban lệnh hành quân. Mặc quân phục vào, đi với tôi ra hồ tắm ngọc thủy uống nước giải khát. Năm phút sau, chúng tôi đã có mặt trên xe do chính tiểu đoàn trưởng làm tài xế với tôi ngồi kế bên cạnh. Quang là khóa đàn em nên cố tình nhường tôi ngồi trước với đại bàng hoặc vì e ngại sơ suất khi nói chuyện nên bán cái cho tôi chăng? trước khi rời trại. Người còn nói nhỏ, Mình đi gần đây không cần phải gọi hạ sĩ danh tài xế ăn chi để chú ta ở nhà với vợ con. Trong tự nhiên đối xử như một người anh cả trong gia đình, sau khi gọi nước uống cho chúng tôi, Niên trưởng Minh hỏi thăm về nguyên quán, gia đình, học vấn, quân trường vân vân Từ dè dặt, ngần ngại như lệ thường của bất cứ một sĩ quan cấp trung đội trưởng nào khi phải trực tiếp tiếp xúc với đơn vị trưởng ở cấp cao mà thường khi chạm mặt thì chỉ có từ chết tới bị thương chúng tôi đã vui vẻ trao đổi trả lời các câu hỏi dần dà câu chuyện trở nên thân tình có tính cách đời thường thực tế và tươi mát hơn trước khi ra về tôi còn nhớ rõ Ông nhắc nhở, các sĩ quan trẻ nhiều năng nổ, chịu khó, kỷ luật, ham học hỏi là xương sống và chìa khóa thành công của đơn vị. Các em cố gắng nhé, thôi mình về. Lời nói chân tình, tha thiết, có giá trị động viên cao của cố niên trưởng Lê Hằng Minh đã làm cho tôi và Quang thực sự xúc động và cảm mến vị chỉ huy đầy đức độ, nghiêm, nhưng không quan liêu, oai nhưng không khắc nghiệt. Gần 10 năm sau, có lần tôi đã lặp lại câu nói đó của người cùng toàn thể sĩ quan tiểu đoàn 9 trong ngày tôi nhận chức vụ tiểu đoàn trưởng. Nơi hậu cứ Thủ Đức Tam Hà là nơi tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến thường về đây dưỡng quân. Sau này còn được gọi là hậu cứ Lê Hằng Minh sau năm 1966. Trở lại với người chiến sĩ Lê Hằng Minh, khi chiến trường miền Trung càng lúc càng sôi động, thì tiểu đoàn 2 thủy có lục chiến cùng những đơn vị bạn càng đi sâu vào những gian lao chiến đấu với tất cả mọi căng thẳng hiểm nguy rình rập từng phút từng giây. Từ đầu mùa hè năm 1966, họ phải điều động và tham dự nhiều trận hành quân liên tiếp suốt ba tháng, không ngày về thăm nhà, nghỉ phép. Đánh Bình Định, Quế Sơn vừa xong, thì lại phải bay vào Quảng Ngãi, rồi lại về Đà Nẵng, Huế. Ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa được chính thức thành lập và công bố là ngày 19 tháng 6 năm 1966. Để tưởng thưởng những phần tử ưu tú có công trong sứ mạng diệt cộng tại tiền tuyến. Một số cấp chỉ huy đơn vị chiến đấu được thăng cấp đặc cách tại mặt trận vào ngày lễ trọng đại này. Trong đó có thiếu tá Lê Hằng Minh. Vừa được thăng cấp trung tá vào ngày 19 tháng 6, 1966. Lê Hằng Minh đã cùng tiểu đoàn 2 và một số đơn vị tác chiến khác lại lao vào mặt trận Lam Sơn 283 ở Gia đẳng Phù Lưu từ 21 tháng 6 đến 23 tháng 6. Tiếp thêm những trận thắng vẻ vang với sự chiến đấu rất can lì dũng cảm của họ. Trong một bài phóng sự, ký giả Doãn Bình đã viết về chuyến gặp gỡ bất ngờ với Trung tá Lê Hằng Minh như sau. Chúng tôi ghi vào sổ tay và tự nhủ sẽ khai thác về cái chết oai hùng của thiếu úy bằng đại đội 3 thuộc tiểu đoàn châu niên hỏi về sự anh dũng của đại úy sứ tung hoành đè bẹp việt tổng bằng đoàn cọp bay m 113 và lòng tự nhủ sẽ phải vỡ được con người chỉ huy châu niên mà khi nói về cá nhân xuất sắc phần đông đã khuyên chúng tôi nên đi tìm hai ông Trung tá Lê Hằng Minh và Tôn Thất Soạn. Họ nói, hai ông này mới chỉ có 31 tuổi, nhưng đánh đấm lì lợm chi lắm. Cả hai đều là cọp biển. Trận phù lưu gia đẳng, cả hai đều đứng khơi khơi, đánh sung phong như đi biểu diễn vậy. Thế rồi, chiều 24 tháng 6 1966, Huế buồn xa vắng, mưa lất phất như trời khóc sụt rồi. Chúng tôi đi lô cắt chân, tạt vào văn phòng triển lãm, ngó anh em đang bày biển súng SKZ và súng Nga vừa thu được. Thình lình, chúng tôi đụng đầu với hai ông quan cọp biển. Nhìn vào ngực, thấy cái lon bạc trắng. Chẳng rõ là cấp gì. Ngó lên nón bê rê, thấy hai cái bông bạc cấp trung tá. Ủa, sao hai ông trung tá này trẻ quá vậy? Nếu phỏng đoán thì có bạo lắm cũng chỉ nghĩ họ tới 26 tuổi là cùng. Mặc dù trung tá Minh để râu mép, nhưng nét mặt tràn đầy nhựa sống, hồn nhiên yêu đời của họ đã giúp chúng tôi mạnh dạn làm quen. Sau màn tự giới thiệu, Chúng tôi cùng bước vào một quán nước bên đường trò chuyện. Chúng ta soạn, dư tay giới thiệu. Đây, kể về trận đánh ác liệt tại Phù Lưu. Tôi xin nhường lời lại cho Trung tám minh. Cho đến phút này, con người mang tên Minh mới bắt đầu lên tiếng. Ông cao giỏi lắm là một thước năm lăm thôi. Nặng lối. 47 ký là tối đa. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt hơi ốc nhồi, miệng cười rất có duyên. Nhờ điểm thêm bộ râu mép đã làm tăng thêm vẻ bô trai của trung tá họ Lê. Nhìn ông thì có thể nhận ra ngay qua hình ảnh của người anh ruột là thiếu tá Lê Minh Đảo ở phòng 3 của quân đoàn 4. Hai anh em Minh giống nhau như khuôn đúc. Chúng tôi hỏi, tại sao lại đặt tên là Châu Điên vậy? À, vì tụi tôi hăng và sung phong đánh Việt Cộng như Châu Điên vậy. Chỉ biết hút tới thôi, có thể nói chưa hề thất trận bao giờ. Tiểu đoàn 2 thủy quân lực chiến được kể là đơn vị nổi nhất và đứng đầu sổ về công trạng. Ngừng một lát, ông kể tiếp. Kỳ này mệt quá, mới đi đánh nhau sơ sơ gần 3 tháng. Chưa về đến Sài Gòn, khi hành quân cứu Lam Sơn 283, tiểu đoàn Châu Điên mệt, hết muốn đi vì vác nặng gần trọn ngày. Thế mà tới 5 giờ chiều, khi gần tới đầu làng Gia Đạc, đơn vị tôi đã bị dồn cục vì mới vượt qua cái cầu. Anh em súng sát gần nhau, Tôi vội lướt lên hàng đầu để ra lệnh cho họ trở về. Theo cự ly đã định người này cách người nọ mười thước. Chứ đi súng xít bị nó đớp thì chết cả đám. Ấy thế rồi. Tôi vừa lướt lên đầu thì thoáng bắt gặp phía trước cách lối mười thước. Có ba cái đầu vội thụp xuống. Linh cảm rất bén nhạy. Tôi đã giấu cho toán quân tiền phòng nằm ngay xuống bố trí về phía có địch vừa phát hiện. Tôi cho nổ một loạt đạn trung liên vào cái hố có ba tên biệt cộng. Một tên có thượng liên, hai tên có tiểu liên AK-50. Thì ra, chúng là tổ viễn tiêu. Nếu không kịp phát giác, thì tụi tôi đã lọt vào ổ quỷ rồi. Bắn loạt đầu, Việt Cộng trả lời như pháo tết may mà chiến sĩ Châu Điên đã nắm chiếm ưu thế và ở ngoài tuyến bố trí của địch. Suốt ngày đã đi lô cắt chân mệt mỏi phờ Đấy. người, thế mà gặp địch, lính lại hò hét xung phong như những con trâu điên và quên cả đói, đánh địch suốt từ 5 giờ chiều cho đến 9 giờ tối. Bọn chúng rút khỏi trận địa, để lại hơn 70 xác chết tiểu đoàn châu điên lại được lệnh quay về mục tiêu phù lưu cách gia đặng 10 cây số vì tiểu đoàn 808 Việt Cộng đêm trước đã từ gia đặng luôn một lèo lệnh về phù lưu không thể tưởng tượng được liền ba đêm ba ngày đi liên miên đánh nhau tơi bời tới Ngày 21 tháng 6, 1966, suốt đêm đó, mắt thao láo nằm vây địch. Vậy mà sáng hôm sau, 22 tháng 6, lại tỉnh bơ đi đuổi địch về phù lưu. Lại xung phong đánh chiếm từng hầm, diệt từng hố, phải băng suối, đánh sáp lá cà với Việt Cộng. Suốt từ 4 giờ chiều đến 2 giờ đêm mới khóa tắt họng súng địch. Sau khi kể những chi tiết hấp dẫn về trận đánh, Trung tâm mình nhún vài nói tiếp. Từ nay đến ngày 30 tháng 6, cậu chịu khó ra Huế. Chúng tôi sẽ mời cậu đi theo hành quân ngay từ lúc mới mở màn. Có thể mới viết kỹ và sống động hơn là đánh đấm xong từ khuya rồi mới lò dò ra viết theo kiểu nghe đồn rằng. Trung tâm mình hẹn sẽ khao chúng tôi một chầu khi tái ngộ tại thanh thế khi về tới sài gòn chúng tôi chia tay hai ông tá và về sài gòn viết loạt bài phóng sự đặc biệt viết thêm chuyện về lê hằng minh trên nhật báo sống chúng tôi chân thành viết vì yêu mến người chiến sĩ cọp biển đánh giặc hay như chơi đàn ra trận đánh nhau bằng súng đạn xong rồi lại thản nhiên gảy đàn vui nhộn trước ba quân dù đã 31 cái xuân xanh mà, Trung Tâm Minh vẫn cô độc, ông vui với đời cọp biển và chịu ế vợ, có lẽ vì tự linh cảm thấy ngày mai của đời chiến sĩ, thuộc đơn vị đã lấy lừng danh tiếng về tài sung phong diệt địch. Từ trận chiến thắng Lam Sơn vang dội này, báo chí từ Sài Gòn bay ra mặt trận quan sát, và phỏng vấn Trung tá Lê Hằng Minh. Buổi lễ chiến thắng được tổ chức trọng thể tại Huế. Vòng hoa chiến thắng và huy chương lại một lần nữa ngập trên vai người anh hùng mũ xanh. Chỉ huy tiểu đoàn Châu Điền. Từ Huế, những cánh quân chia ra để xuôi nam ngược bắc. Tiểu đoàn 1, thiếu tá Phan Văn Thắng. Theo chiến đoàn B, trung tá Tôn Thất Soạn di chuyển vào Quảng Ngãi. Tiểu đoàn 2 ở lại An Hòa phía bắc thành phố Huế để nhận tăng phái cho sư đoàn 1 bộ binh với đoàn quân xa GMC nằm chờ từ chiều ngày 28 tháng 6 1966 để chuẩn bị di chuyển vào sáng sớm hôm sau. Sau đây, xin được trích phần tường thuật ngắn của vị đại úy cố vấn thuộc tiểu đoàn 2 thiếu quân lục chiến là Thomas E. Campbell về những diễn biến của trận đánh. 27 xe JMC khởi hành từ An Hòa lúc 7 giờ 30 sáng ngày 29 tháng 6 với 573 thủy quân lục chiến. Khi đoàn xe cách Huế khoảng 30 cây số và còn 20 cây số thì đến Quảng Trị theo quốc lộ số 1 Lúc này vào khoảng 8 giờ 30 sáng, di chuyển với tốc độ khoảng 30 đến 35 km một giờ. Hai xe bị bắn bởi đạn 75 ly và bị cháy phải tấp vào lề đường. Từ đồi ở phía tây, bắn ra với khoảng cách 400 m Đoàn xe phải ngừng lại. Trung tá Minh ra lệnh cho bộ chỉ huy tiêu đoàn di chuyển đến gần đường xe lửa cách lộ khoảng 60 hoặc 75 mét. Việt Cộng từ đường ray bắn ra rất mạnh. Sau một lúc giao chiến, ông Minh bị thương bởi hai viên đạn trúng ngực. Tôi thấy ông bị thương nặng. Một quả lựu đạn nổ làm tôi bị thương vào tay, cổ nhưng nhẹ. Khi tôi trở lại chỗ Trung Tám Minh thì thấy ông đã chết có lẽ vì chúng miệng lựu đạn bao đầu. Tiếp theo, xin được trích lại bài viết của ký giả Doãn Bình đăng trên nhật báo Sống về trận phản kích tuyệt vời cuối cùng của Trung tá Lê Hằng Minh sau đây. Theo đúng lời hẹn, chúng tôi ra Huế đúng ngày 29 tháng 6, 1966. Đến phú bài lúc 15 giờ chiều, gặp loáng thoáng một đoàn quân nhạc có sĩ quan cọp biển đứng chỉ huy bên cạnh có chiếc phi cơ ở phía sau chúng tôi thấy một quan tài phủ quốc kỳ cũng như lần trước khi xuống sân bay chúng tôi cũng gặp cảnh tương tự vì thế lòng chỉ thấy buồn lâng lâng tay cầm tờ báo sống bụng nóng ruột mong telephone gọi trung tâm minh để khoe bài báo viết về khí phách của châu điên và tiểu đoàn trưởng châu điên nhưng chúng tôi giật mình khi có tiếng la của một trung sĩ ra lệnh ngay trung đội 2 sửa soạn chào quan tài chúng ta các tiếng xì xào tự nhiên lọt vào tai tôi tiểu đoàn châu điên vừa đánh bại trận phục kích kinh khủng của việt cộng ở quốc lộ 1 chúng tôi lật đật vỡ lấy người nói câu này rồi hỏi hấp tấp có ai chết không có trung tá ti đoàn trưởng chết rồi có phải trung tá minh không không đợi trả lời chúng tôi chạy như bay ra phía có chiếc quan tài và quả đã rõ ràng đúng là vị trí cuối cùng của trung tá lê hằng minh dường như chúng tôi có chảy nước mắt trong phút giây đó cái sự khóc xảy ra thật kỳ dị tôi không có ý thức về cái khóc bất thần này nhưng đó là điều ở trong đáy lòng tôi cảm thấy bồn chồn tự nhiên tôi thấy tất cả đều phi lý và trong giây phút như mê ấy tôi vẫn chưa định thần để nhớ cho kỹ lại liệu mình đang làm gì đang ở đâu đây và có chuyện chi đang xảy tới. Cảm giác nghẹn ngào xâm chiếm và đè nặng trĩu. Tôi bùi ngùi nói bâng quơ như khánh vái. Trung tám mươi người, tôi viết bài đề cao tiểu đoàn Châu niên và viết về trung tá đây này. Tôi trịnh trọng, trải tờ báo lên nắp quan tài và lấy cái nón peri xanh đè chặn lên cho gió khỏi bay. Tôi có cảm tưởng như Lê Hằng Minh đang tổng tìm cười với tôi. Một nụ cười ma quái xuyên qua nắp chiếc áo quan vô lý ấy. Lòng không định mà tôi đột nhiên đứng nghiêm đất thẳng người để chào anh lần cuối. Nước mắt tôi lại ứa ra. Tôi khấn vái một lần nữa. Anh Minh, hãy phù hộ cho tôi có nhiều cơ hội đi với các bạn đồng đội của anh để viết thật nhiều, viết thật đều để cho triệu người ở phần đất này thông cảm được sự gian khổ của những người lính chiến hôm qua còn đây. Mà hôm nay đã ra người thiên cổ. Có trông thấy cảnh này mới thương đến người chiến binh. Tôi cố tưởng tượng và hình dung lại con người anh, rồi đột ngột hỏi thăm một trung úy cọp biển đứng gác quan tài rằng Trung tá bị vào đâu vậy? Chẳng hiểu tôi là cái thống chế gì mà họ dồn dập và hơi có vẻ vô lễ như vậy. Người sĩ quan lắc đầu đáp giọng bùi ngùi. Ông bị hai phát vào ngực. Tôi nó còn quất thêm một tạc đạn, miệng tạc đạn phá bể sọ. Tôi rùng mình liên tưởng đến phút giao tranh ác liệt. Trung tá Lê Hằng Minh tả sông hữu đột giữa đám cuồng tín như thú dữ ông đã bắn đến viên đạn chót và đã gục ngã anh dũng như tất cả các chiến sĩ cọp biển từng hy sinh tô thắm cho lá cờ binh chủng ngày thêm nổi bật truyền thống oai hùng của đoàn quân cọp biển nói về một người chết là những cảm xúc của nghệ sĩ tô kiều ngân trong bài tạp ghi đăng trên báo năm 1966. Đêm văn nghệ đã tàn, anh em thủy quân lục chiến dừng quân tại con tông tỏ ra hả hê thoải mái với một chương trình ca vũ hào hứng trong ánh sáng mờ mờ chen giữa những tiếng nhạc giật dìu. bỗng xuất hiện một người mắt to tóc ngắn quần áo cọp biển chiếc lon thiếu tá gắn nơi ngực bộ râu mép rất xanh ông ta tới gần ban nhạc cầm lấy cây lục huyền cầm hình ảnh đó chẳng có gì đẹp vì dáng dấp quần áo của con người đi kèm với chiếc đàn lục huyền quả thật là một cuộc hôn phối không cân xứng nhưng tôi giật mình trước mắt tôi bỗng hiện ra một chân trời chói chang nắng vàng rồi tiếng hát của bọn du mục giang hồ, những trái cam mọng đỏ, gió của sa mạc, rồi những cuộc đấu bò rừng. Tiếng kèn reo đều trong tay cô gái Tây Ban Nha quay đều lạ lướt. Mọi người đều ngồi im phăng phát, hướng về người chiến sĩ đăng đàn kia. Đầu anh hơi cúi thấp, đôi mắt anh ban nãy to và sáng, bây giờ bỗng trở nên dịu hiền anh như không chú ý đến mọi người năm ngón tay lướt trên cần đàn năm ngón kia búng vào sáu giây gợi lên những tiếng sóng vỗ mưa xa thật là thế gian bất hiểu tài hoa khách đất con tôm giá lạnh heo hút này đã mang đến cho tôi một bất ngờ sau đêm đó tôi biết anh ta là hằng minh thiếu tá lê hằng minh chiến đoàn phó chiến đoàn A thủy quân lực chiến. Trở về Sài Gòn, tôi gửi sách lên tặng Minh. Minh viết thư về cho tôi nói rằng rất nhớ tiếng rít sáo ru hồn và Minh gửi cho tôi mấy bản nhạc để trình bày ở đài phát thanh. Yêu cầu đó đã được đáp ứng. Một chiều hành quân nào đó, Minh đã được nghe vọng ra tiền tuyến tiếng hát của mai hương trình bày bài nhạc của anh ít lâu sau tôi được tin minh đi đánh giặc ở bồng sơn phú yên rồi mới đây tôi gặp minh ở đà nẵng trong những ngày khó khăn nhất của tình hình đất nước vẫn mái tóc ngắn đôi mắt to bộ râu mép xanh rì nụ cười hiền hậu thì ra cọp biển phải bơi hoài nay con tôm Mai Bồng Sơn ngày kia đã dạt ra Đà Nẵng. Gặp nhau ngắn ngủi, chia tay không kịp hẹn hò. Thì hôm qua đây, Huy Phương đột ngột báo tin cho tôi. Anh ơi, ông Hằng Minh chết rồi. Tôi sửng sốt, người lặng đi, gai ốc nổi cùng mình. Hằng Minh chết rồi ư? Tôi sững sờ như chưa khi nào nghe tin có người chết mà sững sờ như thế kể cả lúc tôi nghe tin hai bà má tôi kế tiếp nhau qua đời trong vòng một tháng bà mẹ tôi như lá vàng hằng minh là chiếc lá đương xanh buổi chiều ngồi trong quán nước đường lê lợi hai người bạn nói chuyện với nhau về lẽ sống chết ở đời có những người bạn vừa cụng ly với ta chiều nay sáng mai lại đã vĩnh viễn nằm yên giã từ tất cả chuyện đó bây giờ xảy ra như cơm bữa tôi chợt nhớ tới hằng minh người chiến sĩ vừa đánh giặc vừa đánh đàn lê hằng minh là chiến sĩ chiến sĩ thì sống chết là chuyện thường nhưng giá hằng minh đừng có ngón đàn tuyệt diệu đừng có một tâm hồn tràn đầy yêu thương. Thì khi nghe tin anh chết, sự ngậm ngùi cũng không đến nỗi nhiều như thế. Sau ngày cố trung tá Lê Hằng Minh tự trận, Tổng cục Chiến tranh Chính trị có cho phát thanh một số chương trình thơ và nhạc Lê Hằng Minh. Trích từ những bài thơ và nhạc phẩm do ông sáng tác về tình yêu, tình bạn, mà đời quân ngũ trên làn sóng đài phát thanh quân đội ở Sài Gòn Để tưởng niệm đến một anh hùng mũ xanh Đã nằm xuống vì tổ quốc và dân tộc Việt Nam Dẫu cũng là người trai trong thời ly loạn Đã là chiến sĩ cầm súng giữ biên cương Tất cả đều xem cái chết nhẹ tựa lông hồng Sẵn sàng chấp nhận tự sinh bất cứ giờ phút nào xảy đến với mình nhưng thiếu tá lê minh đạo lúc ấy không thể nào ngăn được lòng xót đau khôn cùng trước sự ra đi vĩnh viễn của người em trai thân yêu ông đã khóc bằng những giọt lệ đau lòng khi viết nên những dòng chữ hết mực thương yêu minh anh ghi lại cuộc đời em trong khi em đã nằm yên nghỉ dưới lòng đất nước việt nam thân yêu điêu linh và tang tóc này vì quốc vong thân em để lại cho quốc gia này bao nuối tiếc cho thế hệ 1966 một gương sáng soi chung cùng với một sự thiệt thòi to lớn quân lực Việt Nam Cộng hòa mất đi một chiến hữu oai hùng một cán bộ chỉ huy ưu tú lỗi lạc và gan ly văn nghệ Việt Nam mất đi một nhân tài có ngón đàn tuyệt diệu một thi nhân với những dòng thơ đa cảm tràn đầy yêu thương gia đình chúng ta lúc em còn sống tình thương của em em ban hết cho tất cả mọi người sự hy sinh của em vô bờ bến cho nên mất em gia đình mất tất cả những người còn ở lại không còn đủ nghị lực để tin tưởng vào ngày mai riêng anh sự mất mát thật quá ư lớn lao và tàn nhẫn anh mất một đứa em hiền hòa hiếu thảo một chiến hữu anh hùng tài ba một bá nha của tử kỳ một người tri kỷ thật vậy không ai hiểu anh bằng em cũng như không ai biết rõ em bằng anh em giả từ thế gian giữa tuổi hoa niên đầy mơ mộng huy hoàng bao nhiêu người hướng về em tin tưởng ở tương lai rực rỡ của em thế mà đành phải khóc em khóc cho con người tài hoa bạc số em như một vì sao sáng quá rực rỡ quá ánh sáng làm lóa mắt mọi người tất cả đều hướng nhìn em đang vượt thẳng tít lên cao và tan biến trong vũ trụ bao la để cho mọi người phải bàng hoàng ngẩn ngơ tiếc rẻ em đã tự tạo cho em một sự nghiệp vĩ đại làm hãnh diện cho gia đình cho gia tộc họ lê những đời sau này chưa chắc gì con cháu chúng ta sẽ làm được như em hầu hết nhân vật trọng yếu của quốc gia mến tiếc em phúng điếu và đưa linh cửu em đến nơi an nghỉ cuối cùng báo chí ngoại quốc và việt nam ca tụng em dành cho em những hàng tít lớn đài phát thanh dành những chương trình đặc biệt ca ngợi và thương tiếc người chiến sĩ anh hùng người nghệ sĩ tài hoa nhưng anh nghĩ rằng nói đến lê hằng minh mà chỉ nói đến phương diện ái quốc và nghệ thuật không thì chưa đủ lê hằng minh còn có nhiều đức tính cao quý khác cuộc sống nội tâm của hàng minh chứa đầy những u ẩn dồn ép của một con người đa sầu đa cảm quảng đại và vị tha đem tình thương của mình ban cho tất cả mọi người đó là những lời xúc cảm với muôn vàn đau đớn tiếc thương của thiếu tá lê minh đảo khi ông chợt nghe tin em trai mình vừa anh dũng hy sinh và trên những tờ nhật báo sống tiền tuyến với những tin tức đang sôi bỏng ngoài chiến trường trong thời điểm đó đã ghi lại bài phóng sự tường thuật trận phục kích thần sầu quỷ khóc của tiểu đoàn châu điên như sau chúng tôi đến thăm trận địa giữa lúc xác địch máu đỏ còn bốc hơi nằm ngổn ngang dọc đường rầy xe lửa lẫn bên tử thi của các chiến sĩ cọp biển thuộc tiểu đoàn châu điên gục ngã kế bên thân địch điều đó chứng tỏ quân ta đã đánh cận chiến với quân sung phong của việt cộng cho tới phút hơi thở cuối cùng nhìn chung quanh là những dãy đồi trọc chập trùng bát ngát chạy dài tới vùng cận sơn địch chém về tàu thoát về phía núi nhưng binh lực thì có lực chiến Mỹ. Thiết giáp và các thiên thần mũ đỏ thuộc tiểu đoàn 5 nhảy dù đã được trực thăng vận cấp kỳ nhảy xuống trận địa và tiến sâu vào lòng núi để trận đường rút của địch quân. Việt Cộng phục kích hai mặt dồn tan lọt vào tầm súng địch. Phòng tuyến bố trí của Việt Cộng dài ba cây số, nơi được chọn làm chiến trường nằm gần ranh giới Quảng Trị Thừa Thiên, cách Huế 34 cây số. Địch nằm ôm lấy con đường số 1. Chúng phục cả hai bên đường. Bên tay mặt, chúng ẩn nấp sau bụi rậm. Bố trí súng SKZ và súng thượng liên khai hỏa bắn ngay vào quân xa, gồm 27 chiếc chuyên chở toàn bộ tiểu đoàn Châu Điên xuất phát từ Huế khoảng 7 giờ sáng ngày 29 tháng 6. 1966. Tiểu đoàn này có nhiệm vụ ra Đông Hà dự cuộc hành quân hỗn hợp với đồng minh. Khi súng địch nổ bùng, các chiến sĩ trâu niên phản ứng tự nhiên bằng cách nhảy ra khỏi xe, tràn qua tay trái, băng qua đồng trống lối vài chục thước để chiếm lĩnh cao địa Việt Cộng là dãy đường rầy xe lửa. Nhưng địch đã nằm đầy nhóc tại phía này, và quân ta đã chạy thẳng vào đúng tầm súng của quân xung phong Việt Cộng. Trong trường hợp thất thế này, chỉ cần một phút lúng túng là toàn tiểu đoàn sẽ tan rã trong nháy mắt. Khi mà súng SKZ nổ từng loạt, bắn cháy ngay trong 5 phút đầu, 14 xe ngút lửa. Khi mà phía địch quét ra hàng loạt thượng liên bắn như mưa rào, chạy qua phía trái thì động vào lưới lửa tập trung hỏa lực của địch đã nắm ưu thế địa hình chọn lựa từ trước. Nhưng Trung tá Lê Hằng Minh, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Châu Điên đã tỉnh táo nhận rõ lối mai phục của địch, bố trí cả hai bên đường. Như vậy, tầm súng của địch phía đường rầy có thể bắn vào đồng chí của chúng phía bên kia mặt đường sau bụi rậm quả đã rõ ràng là Việt Cộng chỉ bắn thật sự khoảng 5 phút mở màn trận đánh. Và khi ta nhào qua phía đường ray xe lửa, thì bọn Việt Cộng bên này chỉ bắn với mục đích dùng tiếng nổ uy hiếp tinh thần quân ta. Xua quân ta chạy về phía bố trí hỏa lực chính của địch. Nhận định tổng quát toàn bộ chiến trường với phản ứng chớp nhoáng. Trung tá Lê Hằng Minh ra lệnh cho đại úy tiểu đoàn phó Nguyễn Văn Hay mang toán quân thoát hiểm sau đợt SKZ phủ đầu dồn toàn lực băng qua đường vượt qua đám lửa khét lẹt mùi xăng và thịt người chết cháy để xung phong đánh thốc vào phòng tuyến của Việt Cộng nằm phía bụi rậm. Nếu Việt Cộng thật sự bắn theo đường bắn thẳng thì chúng sẽ quạt vào quân của chúng đang rời khỏi đường ray xe lửa để xông vào đánh cận chiến với các chiến sĩ cọp biển từ trên đoàn xe bốc cháy nhảy xuống sắp chiến giữa làn sóng biển người của đối phương bên cạnh trung tá lê hằng minh còn có một trung đội cảm tử có nhiệm vụ bảo vệ cho ban chỉ huy tiểu đoàn nhưng các chiến sĩ cảm tử này đã bị hàng trăm quyết tử Việt Cộng cố ý nhắm vào bộ phận đầu não của ta để lao vào tiêu diệt dù phải đổi giá đắt. Trung Tán Lê Hằng Minh, người chiến sĩ cọp biển, anh cả của tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến, với 31 tuổi xuân tràn đầy nhựa sống ấy, đã oanh liệt ngục ngã sau khi điều động toàn tiểu đoàn lật ngược thế cờ phản kích địch và giật lại thế chủ động chiến trường. Để giúp bạn đọc có một khái niệm tổng quát về trận phản kích của Việt Cộng trên quốc lộ 1 ngày 29 tháng 6 năm 1966, chúng tôi xin lược thuật vài nét chính như sau. Lực lượng Việt Cộng gồm có tiểu đoàn chính quy 800, được tăng cường thêm đại đội phòng không C-15, gồm súng nặng 12.7 và đại liên 50 có bánh xe tăng cường thêm đại đội C-16, gồm súng cối 82 ly, SKZ 57 ly và hai cây đại bác 75 ly. Đơn vị này nhắm đánh xe tăng và yểm trợ cho quân xung phong khi tiến, cũng như lúc giải quyết chiến trường. Tăng cường thêm đại đội C-13, gồm bộ phận truyền tin, điện thoại. Quân số Việt Cộng tham dự trận phục kích gồm 700 người, cộng thêm quân du kích địa phương thuộc đơn vị H-99, trang bị các vỏ khí như Capin Garang M1, FM-24 x 29, vân vân. Trận phục kích vận động chiến của Việt Cộng áp dụng theo kế hoạch chặt đứt đầu, cắt làm đôi, rồi khóa chặt đuôi đại đội 2 của đại úy Nguyễn Văn Hay và đại đội 4 của đại úy Nguyễn Xuân Phúc để tiêu diệt bộ phận giữa bộ chỉ huy và tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2. Trận phục kích này, tiểu đoàn Châu Điên đã phản phục kích thật dữ dội kinh hoàng, đánh hết sức mình, nhưng sức người có hạn. Trung tá Lê Hằng Minh cùng một số chiến sĩ anh dũng khác như Trần Ý Cầu vân vân đã gục ngã sau khi chọc thủng phòng tuyến địch và kịp điều động các chiến sĩ cọp biển còn sống sót tập trung binh hỏa lực đánh thốc ngược trở lại phòng tuyến thứ hai của Việt Cộng. Chắc chắn là cho tới giờ nhắm mắt, Trung tá Minh cũng còn đủ trí minh mẫn để chết trong niềm hãnh diện. Vì thế chiến thắng đã lật ngược được ngay sau 15 phút giao tranh và trung tá lê hằng minh đã oanh liệt đền nợ nước vào phút thứ ba mươi chính vì phản ứng mau lẹ nhận định tổng quát trận địa và nắm được ý đồ của địch nên trận phục kích mà việt cộng đã công phu mai phục từ hai giờ sáng với quân số đông đảo hỏa lực hùng hậu chúng tin chắc rằng chỉ sau mười phút phát hỏa là hơn 400 chiến sĩ cọp biển sẽ rơi vào lưới lửa của việt cộng kết quả sẽ là phân nửa bị hạ ngay đợt súng đầu tiên và một phân nửa bị lùa đi vì lọt vào giữa tổ ong trùng điệp ngập quân thù và đơn vị tiếp ứng nếu kịp lên tới trận địa thì nhiệm vụ của họ sẽ là đi lượm xác đồng đội và lo dập tắt đám cháy của đoàn gmc chúng SKZ 57 ly. Nhưng kết quả đã trái lại, đại tá Ngô Quang Trường, tư lệnh sư đoàn 1, đã phải nói thành thật rằng trong đời binh nghiệp của ông, kể cả hồi Pháp chưa hề thấy trận phục kích nào lại biến thành trận phản kích tuyệt vời như trận đánh trên cây số 34 tại quốc lộ 1 ngày 29 tháng 6. 1966 vừa qua. Dù đã bị thất thế, trong lúc Việt Cộng mai phục ở vị trí do chính địch chọn lựa, quân ta ngồi trên xe, SKZ bắn loạt mở đầu, bên ta đã bị trúng đạn 14 xe. Tuy vậy, ai gục thì đành chịu, còn lại tỉnh táo, dựa lưng vào nhau, tác chiến ngay lập tức. Vì thế, với sự phục kích đại quy mô, lực lượng hùng hậu là một trung đoàn Việt Cộng, với sự chủ động chọn lựa địa hình mọi ưu thế, nắm chắc cùng khẩu hiệu, phải chuẩn bị thật chắc, ăn mới đánh. Lại không ngờ gặp sự sung phong chiến đấu dũng mãnh của các chiến sĩ châu điên tiểu đoàn 2, thủy quân lục chiến, cùng sự tài tình đảm lược của vị tiêu đoàn trưởng khét tiếng, đã biến thành trận phản kích lẫy lừng lần thứ nhất tạo thành trên chiến địa Việt Nam. Khi tiểu đoàn trưởng Lê Hằng Minh vừa gục ngã, cũng là lúc bại quân Việt Cộng đang cố tìm đường tháo chạy về hướng núi Hồ Bơi, cánh dơi vân vân. Nhưng tiểu đoàn 5 nhảy dù đã kịp thời bám sát truy lùng trận đường tàu thoát của địch Giữa lúc trận đánh đang tiếp diễn các cánh quân của nhảy dù, trung đoàn 3, thiết quân và M113, thủy quân lực chiến Mỹ đang rượt địch, thì tướng Walt, tư lệnh cọp biển Hoa Kỳ, đã ngồi trực thăng đi quan sát chiến trường. Mặt khác, tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh quân đoàn 1, cũng cùng với đại tá Ngô Quang Trường, tư lệnh sư đoàn 1, ngồi trực thăng theo sát trận địa. Tướng Ward từ trên nhìn xuống ở ven sông, thấy có hai xác Việt Cộng nằm chết gục bên cây Đại Bác 75 ly khổng lồ. Tướng Ward thận trọng cho gọi một đơn vị cọp biển, có thêm đoàn quân khuyển trực thăng vận xuống bao quanh khu vực này. Sau đó, chính tướng Ward đã hạ cánh xuống nơi có cây Đại Bác 75 và tịch thu mang về bộ chỉ huy. Chỉ trong vòng một tuần lễ, với ba chiến thắng Lam Sơn 283 phù lưu gia đảng 284 truy kích tiểu đoàn 808 hiện tổng và 285 là trận phản phục kích thần sầu của tiểu đoàn Châu Điên tại mặt trận miền Trung đã vang dội khắp các chiến trường để viết nên những trang sử xanh này trung tá lê hằng minh cùng một số các chiến sĩ oai hùng khác đã vĩnh viễn ra đi từ chốn tử sinh đến đây tôi cố hình dung năm buổi sáng kinh hoàng và đầy máu lệ hôm ấy một buổi sáng mai còn tươi đẹp ánh nắng vàng rực rỡ trên con đường quốc lộ số một chạy dài từ huế ra đến Quảng Trị Đông Hà. Khói lửa đã bùng lên nơi đoạn đường cầu Phò Trạch, Phong Điền Thừa Thiên trên cây số 34. Trận chiến diễn ra thật khốc liệt, chỉ hơn nửa tiếng thời gian, nhưng đã lấy đi bao mạng sống con người và gây ra bao cảnh tang thương. Từng ngày, từng giờ trên quê hương điêu linh khốn khổ Việt Nam, đã bao nhiêu chiến sĩ anh hùng đã nằm xuống như những người vừa ngã xuống nơi đây dòng máu thanh xuân của họ đã chảy thắm trên mặt đất cằn khô quê mẹ cho mạch sống tương lai được thêm phần tươi tốt những giờ phút kinh hoàng đau thương ấy chỉ diễn ra ngoài trận địa hậu phương thành phố nơi tôi đang yên vui cắp sách đến trường chỉ biết hồn nhiên với không trời tuổi nhỏ sống cuộc đời êm ả à trong mái ấm gia đình làm sao có thể biết rõ và thấu hiểu hết được sự hy sinh như thế nào của những người lính chiến và những tàn phá khổ đau trên quê hương khói lửa triền miên ngày ấy người chiến sĩ lê hằng minh đã hiên ngang chiến đấu dưới màu cờ cùng đồng đội chiến hữu và trong buổi sáng đẹp trời hôm đó anh đã ra đi dũng cảm và liệt oanh khi tuổi đời thanh niên của anh đang tràn đầy sức sống mạnh mẽ trẻ trung chiếc đàn guitar yêu quý mà anh luôn mang theo bên mình cũng đã vỡ tan trước mũi súng quân thù cuối tháng 6, gió hạ lào đang thổi về như tiếng mẹ ru buồn bay lướt trên những dãy đồi trọc trống vắng quạnh hiu hồn anh du nhập theo móng núi trường sơn trùng trùng ngạo nghệ để lại xác thân bên bên bờ quốc lộ một những niềm đau nuối tiếc sống cuộc đời chưa phỉ chưa đành đoạn xa rời những người thân yêu quý xin cho trôi ra dòng biển lớn bao la trước mặt rửa sạch hết những hờn đau của một kiếp người nắng vàng tươi của buổi sớm mai đang trải rộng mênh mông trên mảnh đất cằn khô sỏi đá tiễn đưa những người chiến sĩ đã sống và vừa chết cho quê hương những người con của mẹ đã ra đi và nằm xuống nhưng khí hùng bất tử của các anh vẫn là những giọt nắng vàng tươi lấp lánh và chiếu sáng trong hồn dân tộc trong lòng những người còn lại hôm nay và mãi đến muôn đời sau. Trung tá Lê Hằng Minh đã anh dũng đền xong nợ nước vào lúc 8 giờ 50 phút sáng tại chiến trường miền Trung năm 31 tuổi, ngày 29 tháng 6 năm 1966. Trong bao niềm tiếc thương của bạn bè, thượng cấp và đồng đội chiến hữu khắp các đơn vị chiều hôm sau chiếc quan tài phủ lá cờ tổ quốc đã đưa người chiến sĩ Lê Hằng Minh về Sài Gòn chiều hôm ấy mưa rơi tầm tã gió lạnh tơi bời như những niềm đau cắt ruột của những người thân trong gia đình vừa mất đi một người con người em người anh thương yêu người mẹ đã cho đi bốn người con trai Lê Minh Đảo, Lê Hằng Minh, Lê Hằng Nghi, Lê Quang Thạch vào trong quân ngũ. Sau này đã khóc trước sự ra đi vĩnh viễn của hai người con. Trung tá Lê Hằng Minh và Trung sĩ Lê Quang Thạch cùng năm tháng mòn mỏi đợi chờ hai người con còn lại. Trong lao tù Cộng sản mười mấy năm dài sau biến cố lịch sử 30 tháng 4 75 đó là Thiếu tướng Lê Minh Đạo và Đại úy Lê Hằng Nghi. Chiếc quan tài buồn đã đưa về ngôi nhà mà Trung tá Lê Hằng Minh đã được sinh ra và lớn lên ở hàng keo gia đình. Người mẹ đã một thân cò nuôi giữa một đàn con với bao dòng nước mắt đau khổ chảy xuôi. Hôm nay thêm một lần chảy xuống thành dòng máu lệ trong trái tim của người mẹ hiền nhà nua héo hắt mọi người trong gia tộc đều thương tiếc và yêu thương lê hằng minh đến nỗi cho sơn chiếc quan tài màu trắng làm màu ông rất ưa thích lúc sinh thời họ đều không được nhìn mặt ông lần cuối mà chỉ biết ôm lấy chiếc quan tài đã phủ kín xác thân than khóc tiếc thương đám tang của ông được cử hành trọng thể trang nghiêm với các lễ nghi quân cách tổ quốc ghi công và an táng tại nghĩa trang mạc đĩnh chi sài gòn cố trung tán lê hằng minh được ân thưởng để ngũ đảng bảo quốc huân chương để tứ đảng bảo quốc huân chương với nhiều anh dũng bội tinh nhành dương liễu ngôi sao vàng, bạc và nhiều huy chương khác của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trên mộ là bức hình cố trung tá Lê Hằng Minh mặc quân phục đội nón sắt. Bức hình này do một phóng viên người Mỹ chụp và đăng hình trên báo Marine Corps Gazette and Times News. Cùng khắc hai câu thơ vì tôi là lính áo rằn ra đi nào biết mấy trăng mới về bởi ông đã chọn đời binh nghiệp hiến cuộc đời cho tổ quốc sẵn sàng chấp nhận hy sinh nên đã không dám nghĩ đến tình riêng sợ vướng khổ cho cuộc đời cô nhi quả phụ nên khi chết vẫn còn độc thân chưa lập gia đình cái chết của Trung tá Lê Hằng Minh đã là một cái tang sót đau lớn cho gia đình. Có ngờ đâu, 6 tháng sau, lại thêm sự ra đi vĩnh viễn của người em gái kế là Lê Mộng Huyền, đang là một cô giáo hiền hòa tươi trẻ, dạy học trường quốc gia nghĩa tử. Vì không chịu nổi sự buồn đau trước cái chết đột ngột của người anh ruột mà cô hết lòng yêu kính. Là một sĩ quan ưu tú của quân đội, là một nghệ sĩ vui tính với ngón đàn tuyệt diệu, trùng tá Lê Hằng Minh còn là một người con rất hiếu thảo với mẹ. Dường như ông biết đời lính chiến của mình có thể ra đi bất cứ lúc nào, nên ông đã viết một lá thư tỏ bày sự kính yêu cùng một khoản tiền dành dụng được lúc du học ở hoa kỳ để lại cho mẹ sau ngày ông mất đi và đây là những dòng hồi ký ông đã ghi lại những cảm xúc và tâm tình lúc bé thơ thể hiện một con người đa cảm và nhân ái ngày tháng năm bệnh viện nguyễn văn học tục gọi là bệnh viện nhà nước hay nhà thương thí cũng thế. Anh em mình lớn lên bên bệnh viện này, liên hệ mật thiết với nó như bóng với hình. Mình chào đời vào lúc 8 giờ tối ngày 18 tháng 5 1935, tức ngày 16 tháng 4 năm Ất Hợi, trong khu Bảo Sinh, phòng dành cho công chức do bà Sáu Nhiều đứng đỡ. Hầu như mình thuộc nằm lòng vị trí của bệnh viện, nào là phòng khám bệnh, phát thuốc, trại 1, trại 2, trại 3, trại 4, trại 5, trại 7, trại bùi văn lố và trại bảo xanh. Sở dĩ mình nhớ như vậy vì bao lần má sinh các em, nào lúc ba bệnh, những khi mình ốm đau đều nhớ nó cả. Mình lớn khôn, đi xa, thấy rộng, mình có cảm tưởng càng ngày bệnh viện càng nhỏ hẹp lại cằn cỗi già theo má mình vậy mỗi lần đi xa trở về đi ngang bệnh viện mình chiều mến nhìn có ý thưa con mới về đây ngoài má ra bệnh viện này là bà mẹ thứ hai có công ơn nuôi dưỡng anh em mình khôn lớn khỏe mạnh đến ngày nay một lá thư khác. Ngày tháng năm. Đến trường, sáng hôm ấy, vào năm 1940, mình được má đưa đến trường Mark Ferrando, gia đình. Đêm trước, mình thấy nao nao, cảm giác là lạ. Khi nghe ngày mai mình phải đi học, mình thấy ba má, chị hai, chị ba, anh tư đều bận rộn việc đi học của mình nhất là anh Tư. Anh vỗ tay dí vào mũi mình, vừa nhảy cả tầng vừa chỗ mình. Ê, mai mày đi học rồi. Ê, ê, ê. Mình nghĩ có lẽ vì ảnh đi học mà mình ở nhà đi chơi với anh Sái. Nên ảnh tị hiềm. Bây giờ nghe mình đi học, ảnh khoái lắm. Sáng sớm bị bà đánh thức rất sớm. Mình ăn lót lòng cháo trắng với đường ba cho mình hai đồng nửa xu mới tuân tay ôm cuốn đầu đề con thỏ và con rùa tay phải thì nắm tay má rụt rè tới trường thỉnh thoảng mình buông tay má ra rồi vạch túi xem hai đồng nửa xu còn không đến cổng trường trời ơi học trò sao mà đông thế những đứa lớn đùa giỡn la rối rượt bắt nhau như ong vỡ tổ Mặt mình lúc ấy hình như méo rồi. Mình sợ quá, nắm tay má thật chặt. Mặt cứ rút vào tà áo dài bằng hàng trắng thật mới của má. Mình ngửi mùi hàng thấy ngọt ngào làm sao ấy. Có những tên lạ khác cũng méo, ngơ ngác theo ba má chúng đi xin học như mình. Trước căn phòng hiệu trưởng, nhiều người dìu con đi học nên có sự chen lấn xảy ra có một tên chèn mình vì bị ba nó kéo lên phía trước. Suýt chút nữa thì bị sút tay khỏi tay má. Mình sợ lạc má nên vội thúc vào hông nó thật mạnh, khiến hắn khóc ré lên. Đến phiên mình vào, trời ơi khiếp thật, ông độc mão sao to béo thế nhỉ? Ông cầm đơn xin học của mình, đoạn nhướng mắt nhìn mình có làn kính trắng. Giọng oan oan hỏi má cho mình chưa đủ tuổi mà học cái gì má vội đưa tấm danh thiếp giới thiệu của ông Duẩnô thanh tra người Pháp chắc ông này quen với ba sau đó bây giờ ông đốc mão dịu giọng ngay thôi được và ra lệnh người tùy phái dẫn má và mình đến lớp 5 A gặp thầy phước làm mình thất vọng quá đang hy vọng trở về vì chưa đúng tuổi. Mặt méo xẹo, riu riu theo má đi gặp thầy Phước. Tay ông đang cầm cái thước nhịp nhịp và không khí. Mình thấy ông ta nghiêm quá, vội rút vào lòng má, ôm chân má thật chắc. Thầy Phước khẽ cười, cúi đầu đáp lễ má và nói. Dạ, bà giao em cho tôi. Tay thì nắm lấy tay mình kéo đi, mình khóc rú lên, má ở đây má ơi, má cười gượng, gỡ tay mình đang ôm đùi má và an ủi mình, không sao đâu con, má phải về còn đi chợ nữa chứ, mình cố gào thét nhưng vô hiệu, má đi rồi, thầy phước vừa dỗ vừa dọa, tay ông cầm cây thước dọa dọa, không còn má mình thấy bơ vơ trong thế giới của học đường và sợ hãi trước ông giáo xa lạ. Mình hết dám khóc. Rồi thầy Phước dìu mình đến ngồi bàn thứ hai. Mình lấy tay áo mới, chùi mắt vào mũi, khẽ liếc chung quanh, thấy các bộ mặt miếu chẳng khác gì mình. Và chúng cũng đang lấm lét nhìn ông thầy. Mình thấy dường như vừa mất mát cái gì to lớn lắm ngày tháng năm ngày bãi trường đầu tiên mình làm quen thế giới học đường được một năm rồi sau kỳ thi tất cả năm mươi hai đứa đều được lên lớp tư không biết thông lệ từ hồi nào ngày bãi trường thì học sinh đóng tiền liên hoan đãi thầy do các tên lớn đề xướng và tổ chức hôm ấy từ lớp tư trở lên đều liên hoan rầm rộ còn lớp mình thì im ru buồn hiu Vì toàn là bé con Chẳng có tên nào lãnh đạo Thành lớp mình buồn hơn đám ma Có lẽ cảm thấy nỗi buồn ấy Hơn nữa sắp xa đám học trò Các tác phẩm do chính tay mình gây dựng cả năm trời Bất thần có tiếng len keng của người tàu già bán kẹo đục đi qua. Thầy Phước vội kêu vào bảo đục 53 phần kẹo, mỗi phần một xu. 53 phần kẹo được đục xong, thầy Phước móc bóp đếm cẩn thận năm tờ giấy một cắt và ba đồng xu trả tiền kẹo, tay run run. Lúc ấy, mình hết nhìn người bán kẹo lại nhìn thầy Phước, xong lại nhìn 53 phần kẹo, miệng nuốt nước bọt. Mình thấy thương thầy Phước quá bao nhiêu lần bị phạt, bị đòn, trong năm đều tiêu tan hết. Thầy Phước tay chắp sau đít, đi qua đi lại như bao ngày. Ông ho gần mấy tiếng, có lẽ vì cảm động, đoạn nói. Các em, hôm nay ngày bãi trường, thầy cho mình bắt đầu xa nhau. Hôm nay, thầy đãi các em một xu kẹo đục. Bắt đầu cho ẩn đi lên lần lượt lãnh kẹo đi. Tụi mình lãnh hết, còn lại một phần. Ông cầm lấy và ra lệnh ăn. Đứa nào đứa nấy mặt hớn hở nhìn thầy đầy chiều mến. Trong đời mình, có lẽ không có bữa tiệc nào quý và cảm động bằng một xu kẹo đục của thầy Phước. Tâm hồn của Lê Hằng Minh giàu cảm tình và nhân hậu là thế nên khi hồi tưởng lại giây phút tôi gặp chú lúc đi lạc giữa súng ống và binh lính ngổn ngang sợ hãi đứng khóc một mình trong ngày biến cố đảo tránh ở thành cộng hòa đang là vị sĩ quan chỉ huy và cũng chắc rất đang bận rộn với những trách nhiệm của mình vậy mà chú cũng đến bên tôi dỗ dành cho nín khóc và đưa về tận nhà đó là hình ảnh tôi không quên qua nghĩa cử của một người có tấm lòng nhân ái đối với trẻ em. Và cũng từ cơ duyên đó, 38 năm sau, tôi mới có dịp viết vẽ lại chân dung người lính Việt Nam Cộng Hòa cao đẹp qua hình ảnh cố Trung tá Lê Hằng Minh. Chú Minh ơi, sau khi cánh cổng rào nhà cháu khép lại, là từ đó cháu không bao giờ còn gặp lại chú nữa. Nhưng hôm ấy, cháu còn giữ lại nơi chú một nụ cười chiều mến vỗ về, dù cháu đã hết sợ và nín khóc từ lúc mới gặp chú. Cả ngày hôm đó, con bé 8 tuổi vẫn nhớ tới chú vì còn giữ mấy cánh hoa sứ trắng trong túi áo mà chú đã nhặt và hái cho. Cháu đã đem ép vào những cuốn sách mà cháu yêu thích nhất vì nghĩ hương thơm hoa sứ sẽ còn hoài trên những trang sách đó. Thỉnh thoảng, qua hồ tắm Nguyễn Bình Khiêm chơi và đi lượm hoa sứ rụng, cháu vẫn còn nhớ tới chú với lời hẹn hôm nào gặp lại sẽ được chú đàn cho nghe như lời chú hứa. Mà chẳng biết tới bao giờ đấy. Hơn một năm sau, nhà cháu dọn ra khỏi cư xá đi nơi khác và chút kỷ niệm thân ái bé nhỏ ấy cũng dần nhạt nhòa theo những ngày tháng cháu lớn khôn thêm. Một đôi lần, cháu theo mẹ vào Tổng Y viện Cộng Hòa thăm ba cháu những lúc ông bị thương. Cháu lại nhìn thấy những hàng bông sứ trắng được trồng dọc theo mấy dãy hành lang bệnh viện, trắng toát u buồn, làm những cánh hoa rơi khẽ chỉ lặng lẽ tỏa hương để không gian nhẹ bớt phần thê lương của những người thương binh. Cháu lại thoáng nhớ đến chú, rồi lại quên trong cái tuổi hồn nhiên vô tư lự. Vài năm sau, có một lần cháu sang nhà hàng xóm chơi, thấy sân nhà bác thiếu tá nhàn mới nở mấy cây hoa sứ kiện rất đẹp. Cháu hỏi xin, bác từ chối, cháu cố năn nỉ cháu chỉ xin bác một bông thôi bác xem có bông nào xấu nhất bác cho cháu nhé bác nhàn bật cười hoa nào cũng đẹp hết chỉ có mỗi bác nhàn là xấu thôi không có hoa nào xấu cả cháu ơi bác nhàn nói thế để lờ đi đấy mà dĩ nhiên là không rồi vì đó là hoa kiểng của bác mới nở được có mấy bông thôi nhưng lúc ấy cháu còn trẻ con nên nghĩ bụng bác nhàn xấu thật mình chỉ xin có mỗi một hoa nào xấu nhất vậy mà bác cũng không cho rồi cháu chợt nhớ tới chú với những bông xứ trắng nơi hàng cây bóng mát tuổi thơ của cháu ngày nào mà đã có lần được chú hái cho bỏ đầy hai túi áo ngày xưa Năm tháng trôi qua mới biết bao thay đổi, biến động của cuộc sống và tình hình đất nước. Cháu đâu có còn dịp nào để nhớ lại câu chuyện bé nhỏ ngày xưa ấy. Cho đến một hôm, trước ngày quân lực 19 tháng 6, 2002 vài ngày, cháu tìm hiểu và liên lạc với một số vị chỉ huy của những trận chiến oai hùng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa để phỏng vấn trong chương trình phát thanh tiếng Việt mến yêu nhân dịp kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tình cờ, cháu nhìn thấy hình của chú trên bìa đặc san sóng thần 2002 trong văn phòng làm việc. Cháu thấy khuôn mặt và nụ cười của người lính này sao nhìn quen quá, rất quen. Rồi không sao nhớ thêm được tí nào nữa cháu vẫn nhớ chú tên Minh Nhưng không biết nguyên tên họ chú là Lê Hằng Minh Ngay lúc đó cháu cũng đang đọc cuốn bút ký Cuộc chiến gian dở của trần tướng Trần Văn Nhật Cũng là bạn học với chú vừa gửi tặng Đến đoạn viết về cuộc đảo tránh ngày 1 tháng 11 63 Với sự tham dự từ đoàn 4 thủy quân lục chiến của chú cháu mới chợt nhớ ra như dòng suối đã được khơi nguồn. Câu chuyện và những hình ảnh đã lãng quên, nay giật mình nhớ lại thì đã mấy chục năm trôi qua. Cháu cũng không biết rằng sau lần gặp chú thì chỉ hơn hai năm sau, chú đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến ở miền Trung và cũng không hề biết chú là em của Thiếu tướng Lê Minh Đạo. Dù đã trò chuyện với ông vài lần, qua một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh. Thêm một tình cờ ngẫu nhiên khi cháu nhớ ra chú và muốn tìm hiểu thêm về trận đánh ngày 29 tháng 6 1966. Lúc tiếp chuyện với Đại tá Ngô Văn Định là người thay thế chức vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến, ngay buổi chiều chú vừa hy sinh, cháu nhắc với ông hôm nay là ngày dỗ của chú Lê Hằng Minh, ngày 29 tháng 6. Ông cũng bùi ngùi nói, đó là người chín hữu thân của tôi, đã mất cách đây đúng 36 năm. Không ngờ hôm nay còn có người nhắc nhở và viết đến, cảm ơn cô Ngọc Thủy. Rồi ông liên lạc ngay với người bạn đất thân của ông từ nhiều năm qua và cũng là một người bạn đất thân mến từng sát cánh cùng chú trong nhiều năm binh nghiệp hiện đang định cư ở Iowa là đại tá Tôn Thất Soạn. Và bất ngờ trong một cuộc điện đàm, đại tá Tôn Thất Soạn có cho cháu biết ông đã nghe được câu chuyện này cách đây hơn 30 năm về trước. Trong ngày 1 tháng 11, 63, tiểu đoàn 4, tiểu quân lục chiến chia ra làm hai quánh quân Lúc đó tôi là tiểu đoàn phó, tiểu đoàn 4, thì quân lục chiến giữ cánh B, đóng ở nhà cảnh sát. Còn tiểu đoàn trưởng Lê Hằng Minh thì đưa cánh quân A qua thành Cộng Hòa. Sau ngày đảo chính, có một lần anh ngồi cười kể cho tôi nghe chuyện gặp một cô bé đi lạc. Anh đã đến dỗ dành và đưa cô bé ấy về nhà. Tôi nghe anh định kể về nguyên nhân câu chuyện của cô muốn đi tìm chi tiết để viết về anh Minh. Là tôi nhớ lại ngay cũng câu chuyện này đã từng được nghe Lê Hằng Minh kể. Tôi không ngờ cô bé đi lạc hồi đó là cô Ngọc Thủy bây giờ. Và sau đó, ông đã gửi ngay cho cháu một bài viết về một số những trận đánh. Ông từng tham dự sách cánh với chú. Trong đó có đoạn, trong những ngày diễn tiến của biến cố 1 tháng 11 63, tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến đã hoàn thành nhiệm vụ giao phó mà không gây thiệt hại gì cho đơn vị đối phương hoặc dân chúng địa phương. Điều này đã nói lên được tinh thần kỷ luật của đơn vị rất cao, cũng như tình quân dân như cá nước của các chiến sĩ kình ngư. Tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến mà điển hình là một câu chuyện kể của người anh cả kình ngư thì đoàn trưởng lê hằng minh một ngày sau đó với quân phục rằn ri cọp biển đi đứng hiên ngang hùng dũng nón sắt chiến trận nặng nề chụp chân đầu của khuôn mặt sạm nắng cặp mắt quần thâm thiếu ngủ với bộ ria mép rậm rạp như trong phim cao bồi mễ tịch cơ bấy dây súng ngắn dài đạn đồng đeo chéo ngực vân vân khiến ai nhìn mà không khiếp đảm huống hồ là một em bé gái bé bỏng 8 tuổi của đô thành hoa lệ sài gòn nào có biết chiến tranh là gì nên khi đại úy minh và các binh sĩ từ trên xe gmc nhảy tràn xuống đường gần thành cộng hòa để chiếm các vị trí bố phòng chọc theo nhà dân hai bên vệ đường khiến em bé gái này sợ hãi quá khóc thét lên tuy với vóc dáng bên ngoài gồ ghề là thế vậy mà bên trong chứa ẩn một trái tim nhân hậu và đầy tình cảm đại úy minh người anh cả kinh ngư đã quỳ một chân xuống bên cạnh em bé gái đó để đưa tay vuốt tóc em bé cho đỡ sợ và nói những lời an ủi dịu ngọt để cho em vững tâm mà nín khóc. Sau đó, em bé đã hiện nét mặt vui mừng, trò chuyện và anh đã đưa cô bé về nhà gần đó. Đại huy Minh đã kể lại cho tôi nghe câu chuyện này vừa xảy ra hôm qua với nét mặt hân hoan của một người nhân hậu vừa làm được việc tốt lành. Tôi có nghe nhưng rồi cũng bỏ qua đi nhưng không ngờ sau 38 năm lại được em bé gái đó bây giờ là một nữ văn sĩ hiện định cư ở San Jose, Cali. Đã bất ngờ nhìn thấy lại hình cố trung tá Lê Hằng Minh trên trang bìa sách của đặc san Một kỷ niệm trong sáng của một thời thơ ấu đã gợi lại hình ảnh một anh hùng mũ xanh của năm nào. Nhưng thật đáng buồn, vì bây giờ người anh hùng đó đã thành người thiên cổ. Nghe ông đại tá soạn nhắc lại, cháu rất cảm động, nên viết thành mấy câu thơ. Sao người không tặng cho tôi một bông sứ trắng cho đời thêm hương? Tặng chi tôi một giọt xương trên bông hồng đỏ dễ thường không khô biết đời như một giấc mơ thì tôi xin một phút chờ cho vui nhớ bông sứ trắng một thời có con bướm trắng bay rồi đã bay chúng mình ạ à, cháu thật sự xúc động bởi chú không những là người lính có tình người nhân hậu và trái tim nghệ sĩ năm xưa cháu đã gặp mặc qua chú sống dậy trong lòng cháu những hình ảnh thật kiêu hùng cùng những hy sinh quả cảm của những người trai thời loạn đã dành cho tổ quốc việt nam sự sống và tuổi trẻ cùng tấm lòng yêu dân tộc quốc gia hơn nữa chú và hàng trăm vạn người lính trẻ khác đã chiến đấu và đã chết cho quê hương đó là những anh hùng không tên tuổi nhưng tổ quốc và lòng người dân việt không bao giờ quên họ trong dòng cảm xúc này cùng sự hỗ trợ từ những người thân của chú cháu mong được nhắc nhở lại hình ảnh của một chiến sĩ lê hằng minh cũng là hình ảnh của muôn ngàn người anh hùng không tên tuổi mà cháu rất kính phục và biết ơn họ đã dâng hiến cuộc đời cho tổ quốc non sông và đã vị quốc vong thân đem lại yên vui êm ấm cho bao người trong đó có cả những tháng ngày thơ ấu tuổi trẻ của cháu đã hưởng được sự an lành tốt đẹp chúng mình biết không nhìn những bức hình của chú trước mặt cháu thấy lại nguyên vẹn hình ảnh của người đại úy trẻ đã nhìn cháu với nụ cười trìu mến vỗ về. Và cháu vẫn là cô bé 8 tuổi đi lạc ngày nào. Không có thời gian cách biệt. Nhưng có một điều, cháu sẽ chẳng bao giờ gặp lại để chú đánh đàn cho nghe và những cánh hoa sứ ép khô cùng hương hoa ngày cũ trên những trang sách đẹp ngày xưa của cháu đã trôi lạc theo dòng đời bể dâu đã từ lâu lắm rồi không tìm thấy nữa. Sau ngày chú ra đi, ngủ yên trong lòng đất mẹ. Chín năm sau, miền Nam tự do thân yêu của chúng ta đã rơi vào tay Cộng sản. Đã 27 năm qua, quê hương vẫn lầm than tăm tối. Bây giờ, cháu đang sống ở xứ người, lòng vẫn nhói đau mỗi khi đọc những mẩu tin tức ở quê nhà bao nhiêu là thảm cảnh và tệ trạng, bao nhiêu là bất công phi lý. Cuộc đời những người dân nghèo Việt Nam vẫn triền miên đọa đầy trong đói khổ lầm than. Đó là những tiếng kêu như rên xiết, xé ruột trong lòng mà cháu không biết mình phải làm sao. Cháu biết chú cũng buồn như cháu và mọi người khi thấy quê hương thân yêu mình qua bao năm vẫn điêu linh khốn khổ chưa có được ngày đẹp tươi của ánh sáng tự do giàu mạnh cho mọi người cùng được hưởng cuộc đời văn minh ấm no chung thôi để cháu nói qua chuyện khác cho chú nghe nhé bây giờ cũng đang là mùa hạ ở xứ mỹ này ở đây không có hàng cây bông xứ trắng như ở quê nhà nhưng có một loài hoa khác rất đẹp cũng rộ nở vào mùa hè. Đó là hoa Magnolia, còn được gọi là hoa Thiết Mộc Lan. Hoa màu trắng nở to như hoa sen, làm mát rượi cả một mùa hè, mát cả con đường cháu vẫn đi qua hàng ngày. Với cánh hoa tươi đẹp này, cháu xin gửi tặng chú trong ngày dỗ thứ 36 của chú hôm nay và cũng xin kính tặng hai bài thơ nhỏ để tưởng nhớ đến chú cùng dâng lên anh linh các chiến sĩ việt nam cộng hòa đã hy sinh cho tổ quốc việt nam người lính đó không về sau cuộc chiến phố vẫn đông trong những ngày cuối tuần ngôi giáo đường rung hồi chuông cầu nguyện nửa cho chàng nửa cho khắp việt nam và bài thơ người chiến sĩ mũ xanh. Hồi năm tám tuổi tôi đi lạc, người dẫn tôi về Lê Hằng Minh. Ba tám năm rồi tôi vẫn nhớ, người gọi tôi là cô bé sinh. Trong tôi hình ảnh người không mất, mãi mãi anh hùng của Việt Nam. Người lính dễ thương và lẫm liệt, khiến tôi yêu mãi nước cùng non. Ba tám năm rồi người đã mất, giang sơn buồn quá cũng như người. Tôi và triệu triệu người xa xứ buồn quá cứ nhìn mây trắng trôi. Tôi lật từng trang buồn ký ức, từng trang nước mắt động bao giờ. Một lần tháng sáu ngày hai chín, tôi gửi về người thân ái xưa. Ba tám năm rồi tôi mấy tuổi người ơi tôi biết người thiên thu lê hằng minh hỡi trên sông núi hồn xác người đâu đang ở đâu có thể đã tan cùng cát bụi hay là đang quyện khói hương đây trên đường trận mạc người đi tới áo trận bao lần mưa nắng phai ba tám năm rồi như giấc mơ non sông tổ quốc chuyện không ngờ có người nhắc huế rồi long mắt nhắc những anh hùng thôi đủ chưa lê hằng minh ở trong lòng huế cùng bạn bè đi vào sự xanh một nén hương thơm mà ấm nhỉ tôi đi khép lại cửa mông manh Hồi năm tám tuổi tôi đi lạc. Không gặp người thì tôi ra sao? Nhiều lúc giật mình tôi nhớ lại. Tuổi thơ là một giấc chiêm bao. Người mất tuổi tôi còn bé lắm. Bây giờ vẫn bé đến muôn năm. Nếu người còn sống tôi còn lạc. Lại được người dìu mỗi bước chân. Lê Hằng Minh Hỡi thương mến chú những giọt lệ từ cô bé sinh xin rót xuống đây lòng biển cả lòng người chan chứa một niềm tin rằng mai đất nước mình tươi thắm huế dựng uy nghi một tượng đài trong khói nhang thơm trùng quá khứ bao người vị quốc đã vong thân và bài thơ chút hương trong gió. Sáng em nhìn một đám mây trời xanh mây trắng chút này đủ thương. Gió như còn chờ chút hương của hoa sứ trắng trong vườn mộng xưa. Sáng mà sao em còn mơ ai kia trong đám lá chưa nhuộm vàng nghĩ hoa sứ chắc giờ tan như mây trắng lát bay ngang mặt trời. Ơi, hoa sứ một thời ơi, buồn trong con mắt cuối đời không trao. Ai kia trong đám lá chào, không đâu, gió động cành đào xuân duyên. Trả cành hoa sứ cho em, trả luôn những bước chim truyền bình minh. Hỡi ơi, em nói một mình cảnh xuân gió động giọt tình là xương nhân ngày quân lực năm nay tôi cũng xin trân trọng viết đôi dòng để tưởng nhớ anh năm nguyễn xuân phúc cựu tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn hai châu điên thủy có lực chiến một cấp chỉ huy đáng kính mà tôi đã hãnh diện được phục vụ dưới quyền của ông kể từ khi mãn khóa 23 võ bị và được ưu tiên tuyển chọn về binh chủng sư đoàn thủy quân lục chiến. Tôi cầm tinh con heo nhưng lại mang số kiếp con trâu bởi vậy sau khi mãn khóa sĩ quan bổ túc tại trung tâm huấn luyện thủy quân lục chiến vào đầu năm 1971 về trình diện bộ tư lệnh sư đoàn ở 15 Lê Thánh Tôn Sài Gòn thiếu tá Trần Ngọc Toàn cho 12 thiếu úy sữa bốc thăm. Thì chỉ riêng mình tôi được về với Châu Điên. Cứ tưởng bờ, đâu nhà khi lên trình diện đại tá tư lệnh phó kiêm tham mưu trưởng thì lại được bốc thăm lần nữa. Đâu có ngờ tôi vẫn cứ được kiếp châu trước sự thèm thuồng ngẩn ngơ, tiếc rẻ của những tên bạn cùng khóa trưa ngày hôm đó tôi trở về nhà ăn vội bữa cơm với gia đình rồi vác ba lô ra phước thành tìm mua phù hiệu châu niên may sẵn vào cánh tay áo trước khi đáp xe đò lên thủ đức xe lam thủ đức tam hà đang chạy ngon trớn bỗng có bàn tay con gái đập nhẹ vào vai tôi với giọng nói gấp rút thiếu úy ơi hậu cứ Tiểu đoàn 2 trại Lê Hằng Minh đến rồi nè. Bên phải đường nghe thiếu ý. Tôi mỉm cười cảm ơn, rồi nhanh chóng rời khỏi xe, tiến vào cổng trình giấy tờ cho an ninh vọng gác. Trung úy tài sĩ quan ban một tiểu đoàn hướng dẫn tôi vào trình diện thiếu tá, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Xuân Phúc. Sau ít phút căn dặn, Tiểu đoàn trưởng dẫn tôi qua trình diện đại úy Trần Văn Hợp, tiểu đoàn phó, rồi ngồi chờ lệnh. 15 phút sau, tôi được bổ nhiệm về làm trung đội trưởng trung đội 16 của đại đội 1, thay thế cho thiếu úy Nguyễn Văn Nhân, quá 968 Thủ Đức, vừa được đề cử lên làm đại đội phó cho đại úy đại đội trưởng Tây Đô Lâm Tài Thành. Được biết thiếu ý Nguyễn Văn Nhân là một người hùng trên chiến trường Campuchia khi trung đội 16 do ông chỉ huy đã làm khiếp đảm quân thù khi giải vây và phòng thủ Preven. Ông đã được báo chí quốc tế hết lời ca ngợi và Tổng thống Nixon tuyên dương. Cố trung úy Nguyễn Văn Nhân đã hy sinh tại mặt trận quận Triệu Phong, Quảng Trị vào giữa tháng 7 năm 1972, khi ông đang là đại đội phó đại đội 2 tiến chiếm quận đường này. Có một vài thắc mắc là tại sao cả tiêu đoàn trưởng lẫn tiêu đoàn phó đều là dân võ bị của tôi. Nhưng sao không đưa tôi về đại đội với võ bị làm đại đội trưởng, mà lại đưa tôi về đại đội của ông Thủ Đức thế này? sau này khi làm đại đội trưởng kế vị đại úy lâm tài thạnh tôi mới hiểu được vấn đề là anh năm nguyễn xuân phúc muốn tôi phải bị đi mà càng bị đi càng nhiều càng tốt có phải dẫn trung đội mở đường quanh năm suốt tháng có phải đi lục soát tìm điểm nước lúc nửa đêm dưới khe thông thủy hoàn toàn không có lấy một giọt nước có bị hỏi số nhà liên tục bất kể ngày đêm thì mới có nhiều kinh nghiệm chiến trường có đủ bản lãnh và tư cách để nắm đại đội trưởng châu điên ngon lành mà không mặc cảm sau này nghe lời khích lệ của tây đô tôi cảm ơn đại bàng nhiều lắm vì tôi đã thực sự trưởng thành và vững vàng khi nắm đại đội trưởng lý do là thời gian từ thiếu úy lên trung úy của tôi quá nhanh chỉ 12 tháng, không hơn không kém. Tôi còn nhớ, trong chiến dịch hành quân Lam Sơn 719 Hạ Lào, tại mặt trận phía Bắc đồi 550, sau khi tiến chiếm vị trí phòng thủ đầy che gai rừng chẳng chịt của địch, tôi bị thương khá nặng. Mà nếu không có anh Năm Nguyễn Xuân Phúc la hét trên máy, là chính mình bị thương để trực thăng Mỹ xâm mình bay đến tàn thương trong hỏa lực phòng không dày đặc của Việt Cộng, thì có lẽ tôi đã bỏ xác tại Hà Lào mất rồi. Tưởng cũng cần nói thêm là trong suốt cuộc hành quân tại Hạ Lào, tiểu đoàn đã đụng nặng nhiều trận sắp lá cà với địch và số thương vong đã lên đến 30. Anh Năm đã nói, truyền thống của tiểu đoàn là không bỏ xác đồng đội. Cho nên tiểu đoàn di chuyển đến đâu là các bông sô tử sĩ phải mang theo đó để sẵn tại bãi đáp. Những trực thăng có xuống chỉ để di tản thương binh, chứ không chịu mang theo bông sô tử sĩ. Biết làm sao đây? Tháng 4 năm 1971, anh Năm Nguyễn Xuân Phúc đến thăm tôi tại Bệnh viện Sư đoàn Lê Hữu Xanh tại đường Cấm Thủ Đức sau khi người chết trở về. Anh đã ngỏ ý muốn đưa tôi về tạm nghỉ chân tại trung tâm huấn luyện của sư đoàn. Nhưng tôi cảm ơn và dứt khoát từ chối bởi vì tôi đã lỡ mang kiếp con trâu. Cho nên chỉ xin anh Năm cho tôi được dưỡng thương một thời gian rồi sẽ tiếp tục lội tiếp với tiểu đoàn. Tôi còn nhớ vào đầu tháng 7 năm 1971, khi từ bệnh viện lê hữu xanh ra hành quân quảng trị trưa hôm đó tại phi trường biên hòa vì chờ đợi máy bay quá lâu cho nên tôi phải đi ăn trưa trong câu lạc bộ đâu có ngờ trong khi vắng mặt có ông phòng một đi điểm danh thiếu tôi là trưởng toán mặc dù đã được các chiến hữu cho biết lý do vắng mặt của tôi nhưng sau đó ông ta vẫn làm tờ trình gửi đến anh năm đề nghị cho tôi chụp ngày trọng cấm với lý do vắng mặt bất hợp pháp không ra hành quân tại bộ chỉ huy hành quân của tiểu đoàn ở cứ điểm khầm anh năm ngạc nhiên hỏi tôi là tại sao người ta báo cáo cậu vắng mặt bất hợp pháp mà cậu lại có ở đây và sau đó phòng một sư đoàn phải gửi giấy phúc đáp đến anh năm và xin không phạt tôi nữa Tết năm 1972, tiểu đoàn hai châu điên được làm trừ bị cho lữ đoàn và đón xuân tại bộ chỉ huy lữ đoàn 369 ở căn cứ Mai Lộc. Anh Năm Nguyễn Xuân Phúc lệnh cho tôi là đại đội trưởng chỉ huy tập hợp các vị sĩ quan tham mưu lại để viết hàng trăm thiếp chúc xuân của tiểu đoàn với phù hiệu châu điên có kèm tờ giấy bạc 50 đồng mới tinh với chữ ký của anh Năm trên đó. Đúng sáng ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán, tiểu đoàn trưởng Thái Dương Nguyễn Xuân Phúc đích thân đi thăm phòng tuyến từng đại đội và thân ái gửi đến từng chiến sĩ của mình bao thơ có thiết chúc xuân và tiền lì xì năm mới. Khi tiểu đoàn về nghỉ dưỡng quân tại hậu cứ sóng thần, tiệc liên hoan được tổ chức thật tưng bừng với sự giúp vui văn nghệ của biệt đoàn văn nghệ trung ương hoặc hoa tình thương. Chương trình chỉ đến màn sexy show là chấm dứt. Hoàn toàn không có nhảy đầm khiêu vũ gì hết. Với lý do là anh Năm không muốn quan vui mà lính buồn. Khi phải cầm súng canh gác cho sĩ quan nhảy nhót. Thôi, các cậu chịu khó kéo về sài gòn mà nhảy cho cuồng chân bằng thích chứ ở đây thì không tiện đối với cố vấn mỹ của tiểu đoàn thì anh năm nguyễn xuân phúc rất giữ khoảng cách để cho cái thằng mỏi gọi anh năm bằng sư và buộc cố vấn mỹ phải chịu khó nghe tiếng việt cố vấn mỹ luôn được anh năm mời nhậu nhẹt nhưng đừng để cho lính châu điên đói đấy nghe nếu lính tao đói là mày phải đói theo luôn và tao sẽ không cho mày ăn cơm với tao nữa đâu nghe rõ chưa cho nên bất cứ thời tiết nào cố vấn cũng phải gọi máy bay tiếp tế hay tải thương cho con cái là tiên quyết chứ anh năm không bao giờ nhờ và cố vấn mua giúp cái gì ở px đâu đó là lý do tại sao sau khi xuống núi, Cố vấn Mỹ phải xin phép anh Nam Nguyễn Xuân Phúc lái xe chip về Phú Bài, Huế, mua đủ thứ đồ nhậu, mang ra hành quân để đáp lễ những cảm tình mà anh Nam đã dành cho họ. Đầu tháng 5 năm 1972, khi tiểu đoàn 2 Châu Điên thành lập tuyến Mỹ Chánh, Trận địch ngay tại cầu Mỹ Chánh trên quốc lộ 1, thì bỗng dưng có một phi tuần phản lực Mỹ từ phía nam bay tới. Bất thần liệm 4 trái bom hạng nặng xuống cầu Mỹ Chánh, khiến một trung đội tác chiến đang phòng thủ bên bờ phải lọt xuống sông. Đại úy cố vấn Ray Smith sợ xanh mặt và được cố vấn sư đoàn cho biết là phi công cứ tưởng tàu bến đá là cầu Mỹ Chánh, cho nên dội bom lầm. Thế rồi, chỉ vài ngày sau đó, từ ngoài biển Đông, hải pháo 400 ly của hạm đội 7 lại rớt hàng chục quả vào vị trí đóng quân của tiểu đoàn 2 và đào sâu một hố bom lớn ngay bên cạnh hầm của tiểu đoàn trưởng sát nhà thờ Mỹ Chánh đại úy cố vấn Mỹ sợ xanh cả máu mặt, cứ tưởng sẽ bị anh Năm gõ gậy lên đầu. Nhưng chẳng thấy anh Năm nhúc nhích gì hết, cho nên hắn ta lại vui miệng hát quốc ca Việt Nam và tình khúc diễm xưa của Trịnh Công Sơn. Không hiểu đã bao năm qua, Trung tướng Hồi Hưu Smith có còn nhớ lại kỷ niệm của 32 năm về trước không? Tôi vẫn nhớ giữa tháng 5, khi anh Năm chính thức bàn giao tiểu đoàn 2 Châu Điên cho người khóa 19, đàn em tiểu đoàn phó lên làm tiểu đoàn trưởng, cũng như người khóa đàn em 20, đại úy Phạm Văn Tiền, sĩ quan ban 3 ba lên làm tiểu đoàn phó, thì tôi cũng đã được anh Năm nâng đỡ cho làm sĩ quan ban 3 ba để học hỏi thêm. Nhân đây, tôi cũng xin được nhớ ơn anh Năm Nguyễn Xuân Phúc vì nhờ sự giúp đỡ của anh mà tôi đã trưởng thành thật sự trong khói lửa. Với nhiệm vụ đại đội trưởng, tôi có thể tự mình gửi bản văn trên hệ thống không lực xin chiến đấu cơ của không quân Hải quân Hoa Kỳ đánh bom vào mục tiêu mà không cần đại úy cố vấn Carlock nữa. Tuy nhiên đối với tôi, anh Năm Nguyễn Xuân Phúc có hai cái tật mà sau này tôi rất mừng và nể phục anh vì anh đã bỏ bớt và bỏ hẳn luôn cái thành kiến phi lý mà anh đã mang nó kể từ khi còn thiếu ý tôi không tin lời kể của một người nói về một tân sĩ quan mới tốt nghiệp á khoa một khóa nổi tiếng của trường võ bị lại có thể uống rượu say khướt với người bạn độ ôm nhau trăng rụng xuống cầu nhảy xuống kênh ướt như con chuột lột. Thế rồi, sau đó chui vào động chị em ta ngủ chung với họ. Rồi bỏ đơn vị không chịu về với thuộc cấp. Nhưng thực tình, tôi thấy anh Năm đã nhậu quá chén vào một ngày cuối năm 1971 với thiếu tá cố vấn Mỹ trong hầm chỉ huy tại căn cứ hỏa lực Sachs với một chuyện đáng tiếc xảy ra làm anh chợt tỉnh. Và kể từ ngày hôm đó, anh đã thực tình chỉ nhậu cho say khướt rồi lặng lẽ đi ngủ không một ai biết. Trước vong hồn anh Năm ngày hôm nay, thằng em xin cảm ơn anh Năm đã biết nghe lẽ phải để tự thắng lên mình. Cái thành kiến thứ hai mà anh Năm bỏ được là các vị y sĩ trưởng tiểu đoàn số là khi còn thiếu ý anh năm bị thương khá nặng được tản thương về tổng y viện cộng hòa khu ngoại thương không còn một giường trống cho nên thiếu ý nguyễn xuân phúc và một số thương binh phải nằm ngoài hành lang chờ đợi đến khi có một giường trống thì y tá hỏi bác sĩ trực là nên đưa ai vào trước tức thì viên bác sĩ trực trả lời ngay Ai thuộc binh đội y tế thì cho vào trước. Anh Năm tuy bị thương nặng hơn một ông bác sĩ, nhưng đành phải nằm lại ngoài hành lang. Thế là anh mang thành kiến từ đấy, mà dẫn lây cả giới y bác sĩ, cho đến ngày anh làm tiểu đoàn trưởng. Quả thực, anh Năm đã căm thù luận điệu quá kỳ thị của một đốc tờ gian y kiêm ác mẫu nào đó tại Tổng Y viện Cộng Hòa ngày hôm đó. Đây cũng là lý do tại sao anh Nam Nguyễn Xuân Phúc đã công khai đối xử không đẹp với tất cả các bác sĩ, đã không may là y sĩ trưởng của tiểu đoàn. Thí dụ như bác sĩ Phương trong cuộc hành quân Hạ Lào đã không được tưởng thưởng gì, lại còn bị phạt 15 ngày trọng cấm vì lý do vắng mặt bất hợp pháp. Sau đó, bác sĩ Phương đã phải thuyên chuyển về quân y viện Phan Thanh Giản, Cần Thơ cho đến khi bác sĩ Hồng Râu về thay thế. Nhờ là dân Bắc với tính tình hiền lành cởi mở, hiếu khách lại thêm hàng hai trong nhiệm vụ tài thương và biết lễ độ tôn trọng thượng cấp. Hơn nữa, nhờ phước đức ông bà để lại, cho nên bác sĩ Hồng Râu đã làm thay đổi con tim và khối óc của anh Năm. Kể từ đó, anh Năm không còn ghét bỏ y sĩ trưởng nữa và bác sĩ Hồng Râu thường xuyên được anh Năm mời họp, mời nhậu khi cần. Tôi không muốn đề cập đến thiên tài quân sự của anh Năm Nguyễn Xuân Phúc mà nhiều người đã hết lời ca ngợi rồi. Tôi chỉ xin nhắc nhở là một thời kỷ niệm với anh Năm, với Thái Dương, với Robert Lửa với 216 trung tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 Châu Điên, thủy quân lục chiến Nguyễn Xuân Phúc mà tôi đã từng được hân hạnh phục vụ dưới quyền anh năm qua các nhiệm vụ trung đội trưởng, trung đội 16, đại đội 1, đại đội phó, đại đội 5. Đại đội trưởng đại đội chú Huy, sĩ quan ban ba tiểu đoàn và đại đội trưởng đại đội 1. Nói về một con người thì ai cũng có cái tốt và cái xấu. Nhưng đối với một cấp chỉ huy trong quân lực Mà cái tốt nhiều hơn cái xấu Là tư cách lắm rồi Huống chi cấp chỉ huy đó Lại biết phục thiện như anh Năm Nguyễn Xuân Phúc Là điều thật đáng vinh danh Nhân kỷ niệm 39 năm ngày quân lực Đàn em xin được thắp cho anh Năm Nguyễn Xuân Phúc một nén hương lòng xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh anh một tiểu đoàn trưởng châu điên với tác phong đúng đắn kỷ luật nghiêm minh cố gắng trong sạch và công bằng khi chỉ huy nổi tiếng trong binh chủng sư đoàn thủy quân lục chiến việt nam mũ xanh châu điên một trăm mười bảy trần văn loan